Ta có nhất kiếm chương 594, chỉ còn linh hồn. Một quyền này ra, tựa như có uy thế trăm vạn quân mã lao nhanh, chấn cho thiên địa phát trung. Lúc này, kiếm của Diệp Quang đến. ầm ầm Một kiếm này trực tiếp trảm vào phía trên đạo quyền thế kia, trong chớp mắt, đạo quyền thế kia vỡ nát ầm ầm lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay ung khải ra bên ngoài ngàn trượng. Ung khải vừa dừng lại một cái, thời không bên trong mấy ngàn trượng phía sau y trực tiếp trung lên kịch liệt, mà bản thân y càng là toàn thân nứt ra máu tươi bắn tung tóe trong nháy mắt ung khải biến thành một người máu nhìn thấy một màn này những thần linh nơi xa kia chậm rãi nắm chặt hai tay lại tất cả mọi người đều đang nhìn ung khải có chút mờ mịt vị ung khải này chẳng lẽ cũng phải thua sao đúng lúc này thanh âm của an vương đột nhiên vang lên từ trong đầu ung khải thối lui không cần lại đánh thối lui nghe vậy ung khải lại là lắc đầu thối lui không thể nghi ngờ chính là đầu hàng đầu hàng việc này y đương nhiên sẽ không làm lúc này an vương lại nói kiếm đạo của người này đã nhập phàm ngươi không phải đối thủ của hắn dùng thiên phú của ngươi hôm nay nếu không chết có thể thành thần đế có thể thành thần đế ở bên trong hư không an vương nhìn ung thải nàng là thật sự không muốn ung thải cứ như vậy chết ở chỗ này dùng thiên phú của ung thải hôm nay lui một bước trong năm nay nhất định có thể thành thần đế. Nghe An Vương nói, Ung Khải lại là lắc đầu cười một tiếng, An Vương, chân vũ trụ chúng ta thua được, cũng chết được. Đầu hàng. Không được. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên chậm rãi đi về phía Diệp Quang. Quanh. Một đạo hỏa diễm đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Trong nháy mắt, khí tức của Ung Khải đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Quanh lại là một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời từ trong cơ thể ung khải. Đốt hồn Sau khi đốt hồn, khí tức của ung khải trong nháy mắt đạt đến một cái đỉnh phong trước nay chưa từng có. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ thần linh giữa sân yên lặng không nói, bọn hắn nhìn chầm chầm ung khải toàn thân như lửa nơi xa kia, ánh mắt phức tạp. Ở bên trong hư không, An Vương nhìn thoáng qua ung khải phía dưới, thần sắc ảm đạm. Người này vốn dĩ tiền đồ vô lượng, ngày hôm nay, lại chiến tử ở nơi đây. Phía dưới, Diệp Quang nhìn ung thải phía xa, yên lặng không nói. Sau khi nhập phàm, hắn phát hiện ra kiếm của mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, hắn liền muốn chiến một trận thật tốt. Ở nơi xa, vị ung khải kia quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng chân vũ trụ, trong mắt lóe lên một vệt lưu luyến cùng với tiếc núi, y cũng không ngờ tới, chính mình lần này đến, lại không thể lại trở về. Thật đáng tiếc bởi vì không thể nói lời tạm biệt cùng với một ít người. Ung Khải quay người nhìn về phía Diệp Quang phía xa xa, cười to nói, chân vũ trụ, Ung Khải, cầu chết. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên xông về phía trước. Oanh! Cú sông lên này, một cổ khí thế cường đại lập tức bao phủ mà qua từ giữa sân. Vào giờ khắc này, khí thế của Ung Khải đạt đến đỉnh phong từ trước tới nay. Cả đời này, một quyền cuối cùng. Vào lúc một quyền kia tới gần Diệp Quang, cổ khí thế kia lại đột nhiên điên cuồng tăng vọt một lần nữa, khí tức mạnh mẽ trực tiếp chấn cho mấy vạn trượng thời không rung rẩy chuyển động. Sắc mặt của tất cả mọi người kịch biến. Đây là muốn thành đế. Thần đế. Giữa sân, khuôn mặt của toàn bộ thần linh tràn đầy khó có thể tin, vị ung khải này lại muốn trở thành thần đế tại lúc tối hậu quan đầu này. Ở bên trên hư không, An Vương cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ả à gắt gao nhìn chằm chằm ung khải phía dưới. Thần đế. Vị ung khải này thật sự muốn trở thành thần đế. An vương gắt gao nhìn chằm chằm diệp quang hai tay nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. An nam tỉnh nhìn thoáng qua an vương, không nói gì. Nếu quả thật thế hệ trước chân vũ trụ muốn đánh, vậy cũng rất tốt, trận chiến 30 triệu trước diễn ra một lần nữa, không phải là không được, tốt nhất là náo động càng lớn hơn một chút. Dù sao cũng đừng quên, hộ đạo giả của tên tiểu tử này thế nhưng là thiên mệnh. Ở phía dưới, Diệp Quang nhìn vị ung khải kia đánh tới, thần sắc bình tĩnh. Ung khải vào thời khắc này, quyền thế mạnh mẽ, vượt xa bất cứ lúc nào trong dĩ vãng. Vào lúc quyền của y cách Diệp Quang chỉ còn một trường, y đã từ tuế nguyệt tiên đi đến thần đế. Mà đúng lúc này, Diệp Quang xuất kiếm. Quanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hai người ầm ầm thiên địa rung lên một bóng người trực tiếp bay ra ngoài chính là diệp quang diệp quang liên tục lùi lại lần lui này trọn vẹn lui ngàn trượng mà khi hắn dừng lại thân thể hắn trực tiếp nổ tung ra chỉ còn linh hồn mà vị ung khải kia cũng đã tan biến từ giữa thiên địa chỉ còn lại quyền thế cùng với quyền ý thao thiên mà quyền thế cùng với quyền ý này cũng đang chậm rãi tiêu tán chết giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ thần linh nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng với tiết hận, vị ung khải này hôm nay nếu như không chết, vậy sẽ chính là tiền đồ vô lượng chân chính. Thần đế trẻ tuổi như thế. Cho dù ở chân vũ trụ, vậy cũng là tồn tại đứng đầu nhất. Mà bây giờ, cứ như vậy ngã xuống ở chỗ này. Thật là đáng tiếc. Oanh! Đúng lúc này, linh hồn của Diệp Quang phía xa xa đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức mạnh mẽ giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Quang, mà vào giờ khắc này, trên đỉnh đầu Diệp Quang, một tia xét hiển hiện. Mọi người sửng sốt. Độ kiếp. Diệp Quang độ kiếp. Cái quỷ gì thế? Ở bên trên hư không, thiên đạo yên lặng không nói. Dựa theo quy định, phàm là sau khi đi đến đạo kiếp cảnh, một lần nữa tăng lên, đều cần trải qua thiên kiếp. Mà cái thiên kiếp này, là do thiên đạo nơi đó xử lý vào giờ phút này, thiên đạo này có chút không biết làm sao. Bởi vì dịp quan sát tăng lên. Chính mình hàng thiên kiếp. Nó hết sức lo lắng, nếu như làm không tốt, bát cơm có khả năng liền sắp mất rồi. Dù sao, đây cũng chính là vương quan huyền vũ trụ bây giờ, tất cả thiên đạo thuộc về sự cai quản của hắn. Lúc này, thanh âm của mặt thiên đạo đột nhiên vang lên trong đầu thiên đạo này, hàng, làm cho xong đi. Làm cho xong đi. Diệp Quang kỳ thật đã tăng lên, cái gọi là thiên kiếp đối với hắn mà nói, căn bản không có uy hiếp gì. Thế nhưng, quá trình này vẫn là phải trải qua. Nghe được mặt thiên đạo, thiên đạo kia liền lập tức lực lượng, sau đó hàng hạ một đạo thần lôi. Lúc này, Diệp Quang ngẩng đầu nhìn liếc mắt đạo thần lôi kia, sau đó vất tay áo vung lên. Oanh! Thần lôi vỡ nát trong nháy mắt. Thần kiếp cảnh. Lúc này, vô số năng lượng đột nhiên dũng mãnh lao về phía diệp quang thiên đạo biếu tặng những năng lượng tinh thuần kia liên tục không ngừng dũng mãnh lao về phía diệp quang diệp quang tự nhiên ai đến cũng không có tự tuyệt điên cuồng hấp thu những năng lượng kia nhưng hút lấy hút để hắn cảm giác có chút không đúng đây giống như cũng quá nhiều hơn nữa thiên đạo này không có ý dừng lại ở phía quan huyền vũ trụ mọi người thấy vậy cũng có chút buồn cười ở dưới tình huống bình thường thiên đạo biếu tặng chính là hạ xuống mấy luồng năng lượng tinh thuần mà thôi hơn nữa vẫn phải nhìn tâm tình của thiên đạo mà bây giờ thiên đạo này đã hạ xuống mấy trăm luồng năng lượng tinh thuần đều là đạo lý đối nhân xử thế ở bên trong hư không mặt thiên đạo cũng là lắc đầu cười một tiếng nàng nhìn thoáng qua thiên đạo kia sau đó nói được rồi nghe được mặt thiên đạo thiên đạo kia lập tức ngừng lại sau đó lặng lẽ biến mất đợi ở quan huyền vũ trụ nhiều năm như vậy hiện tại thiên đạo cùng với nhóm linh cũng đã học được đạo lý đối nhân xử thế làm thiên đạo cũng phải biết đạo lý đối nhân xử thế bằng không không thể làm lâu dài giữa sân vào sau khi diệp quang trở thành thần kiếp cảnh khí tức của hắn lập tức điên cùng tăng vọt bởi vì hắn một mực là đang tự áp chế cảnh giới bởi vậy vào lúc hắn tăng lên đó là vô cùng kinh khủng chân chính hậu tích bạc phát giữa sân toàn bộ thần linh nhìn diệp quang vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có vào giờ khắc này bọn hắn mới nhớ tới diệp quang vừa rồi cũng chỉ là đạo kiếp cảnh cảnh giới này so sánh với huyền ung kém rất xa mà bây giờ diệp quang không chỉ nhập phàm cảnh cảnh giới tự thân càng là một lần nữa được tăng lên không hề nghi ngờ thực lực của hắn khẳng định cũng đã nhận được tăng lên to lớn nghĩ đến chỗ này vẻ mặt của một đám thần linh lập tức trở nên vô cùng khó xem ở bên trong hư không, An Vương nhìn Diệp Quang phía dưới, yên lặng không nói. Thần kiếp cảnh. Vào giờ khắc này, ả cũng mới ý thức được vấn đề này. Bởi vì cảnh giới kiếm đạo của Diệp Quang rất cao, bởi vậy, người khác đều không để ý đến cảnh giới tự thân của hắn, mà cảnh giới tự thân của hắn, hiện tại chẳng qua chỉ mới thần kiếp cảnh. Như vậy, vấn đề đến rồi. Nếu như Diệp Quang cũng đi đến Tuế Nguyệt Tiên thì sao? Lúc kia, bên trong cùng giai, hắn còn có đối thủ sao coi như là thần đế chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn dù sao kiếm đạo của tên gia hỏa này hiện tại đã nhập phàm sắc mặt của an vương trầm xuống người này quá yêu nghiệt ầm ầm đúng lúc này bên trong đường hầm thời không nơi xa kia một vị nam tử đi ra trong miệng nam tử ngậm một cọng cỏ dại bước một chân kéo một chân thoạt nhìn có chút trà lơ phất phơ mặt vô kiểm giữa sân có thần linh kinh hô mặt vô kiểm khuôn mặt của vô số thần linh tràn đầy nghi hoặc lại có thần linh nói khẽ hạng hai chân võ bản hạng hai chân võ bản chúng thần linh sửng sốt kỳ thật bọn hắn đối với ba vị trí đầu đều là tương đối xa lạ ba vị trí đầu chân võ bản đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi mặt vô kiểm chậm rãi đi đến trước mặt diệt quang cười nói lợi hại ung khải cũng đều bị ngươi đánh chết. Diệp Quang nhìn mặt vô kiểm, ngươi có phiền nếu ta khôi phục thân thể không? Mặt vô kiểm gật đầu, phiền. Rất phiền. Mọi người sửng sốt. Mặt vô kiểm nhìn Diệp Quang, nhấn mạnh một lần nữa, ta hết sức phiền. Nói xong, y nhìn thoáng qua mọi người quan huyền vũ trụ, cười nói, đừng nhìn ta như vậy, đương nhiên, các ngươi nhìn ta cũng vô dụng, bởi vì con người của ta không biết xấu hổ ta thích nhất lấy lớn hiếp nhỏ, dậu đổ bìm leo. Ha ha! Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quang, cười bị ổi nói, ta liền ưa thích người khác nhìn ta ngứa mắt, nhưng lại không làm gì được ta, ngươi tới đánh ta đi. Tới đây! Diệp Quang yên lặng. Là một kẻ không biết xấu hổ. Chỉ thoáng qua, Diệp Quang đột nhiên cười, hắn mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nếu ngươi đã lựa chọn không biết xấu hổ, ta đây cũng không cần mặt mũi. Mẹ nó, không cần mặt mũi. Rất tốt. An Vương. Nhìn thấy Diệp Quang xuất ra hành đạo kiếm, nụ cười trên mặt mặt vô kiểm tan biến, thay vào đó là ngưng trọng. Nguy hiểm. Đây chính là cảm giác của y tại thời khắc này. Có thể đi đến loại tầng thứ như y, đối với nguy hiểm chính là phi thường mẫn cảm, cảm giác Diệp Quang tạo ra cho y khi cầm kiếm cùng với không cầm kiếm là hoàn toàn không giống. Mạc vô kiểm nhìn chầm chầm hành đạo kiếm trong tay Diệp Quang, ở sâu trong nội tâm tràn ngập một cổ bất an, hơn nữa, càng ngày càng mãnh liệt. Trước khi đến, y liền biết Diệp Quang có một thanh thần kiếm, lúc trước Diệp Quang có thể cứng đối cứng với thần quân vượt vô số dai, cũng là nhờ thanh thần kiếm này. Mà vào giờ khắc này, vào lúc thấy thanh kiếm này, y phát hiện ra, thanh kiếm này còn mạnh hơn rất nhiều so với y tưởng tượng. Đúng lúc này, thanh âm của An Vương đột nhiên vang lên ở trong đầu mạc vô kiểm, để cho hắn khôi phục thân thể. Khôi phục thân thể. Nghe được An Vương, mặt vô kiểm hiếp hai mắt lại, nhưng chỉ thoáng qua, trên mặt y nổi lên một vệt nụ cười, dịp công tử, ngươi nhanh chóng chữa trị thân thể đi. Sau khi chữa trị thân thể, chúng ta chiến một trận công bằng, chân vũ trụ chúng ta, coi trọng công bằng nhất. Coi trọng công bằng nhất. Nghe mặt vô kiểm nói, sắc mặt của mọi người giữa sân lập tức trở nên cổ quái. Người này trở mặt thật nhanh. Diệp Quan nhìn thoáng qua mặt vô kiểm, ngồi xếp bằng xuống tại chỗ, sau đó bắt đầu chữa trị thân thể. Mặt vô kiểm cười cười, cũng không có ra tay, Diệp Quan cầm thanh kiếm đó, y không có bất kỳ phần thắng gì. Cứ như vậy, mọi người giữa sân đều đang nhìn Diệp Quan chữa thương phía xa. Thời gian trôi qua cực nhanh, không bao lâu, thân thể của Diệp Quan triệt để khôi phục. Diệp Quan nhìn thoáng qua thân thể của chính mình, lắc đầu thở dài, trong trận chiến này, thân thể liền giống như không cần tiền vậy nói hủy liền hủy chẳng qua hắn cũng không có ý định lại đi tu luyện thân thể tham thì thâm hắn hiện tại không chỉ tu kiếm đạo còn tu võ đạo nếu như lại đi tu luyện thân thể rất có thể cuối cùng sẽ không tu luyện được gì tốt bởi vậy không bằng liền chủ công kiếm đạo cùng với võ đạo diệp quang thu hồi suy nghĩ sau đó đứng dậy nhìn về phía mặt vô kiểm cách đó không xa tới đi Mặt vô kiểm chỉ chỉ hành đạo kiếm trong tay Diệp Quang, cười cười. Diệp Quang bình tĩnh nói, ngươi cũng có thể dùng thần vật. Mặt vô kiểm sửng sốt. Cái quỷ gì thế? Ngươi còn muốn dùng kiếm. Lúc này, An Vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mặt vô kiểm, nàng nhìn chầm chầm Diệp Quang, ngươi không giữ chữ tính. Diệp Quang nhíu mày, nghi ngờ nói, ta từng hứa hẹn không sử dụng kiếm sao. An Vương gắt cao nhìn chầm chầm Diệp Quang, không nói gì. Diệp Quang chân thành nói, An Vương, ta là kiếm tu, ngươi thế mà không cho ta sử dụng kiếm, chân vũ trụ các ngươi chính là dạng điệu bộ này. Chẳng lẽ liền không sợ vạn giới chư thiên chế nhạo? Nghe vậy, An Vương hiếp hai mắt lại, Diệp Quang, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ hết sức không biết xấu hổ sao? Diệp Quang nhìn thoáng qua mặt vô kiểm một bên, nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng không cần mặt mũi. Mặt vô kiểm nhìn chầm chầm Diệp Quang, không nói gì. An Vương còn muốn nói điều gì? Diệp Quang đột nhiên cười nói, An Vương, ta là kiếm tu, sử dụng kiếm, không có gì đáng trách chứ. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, An Vương, ta một mực dùng kiếm khí, không cần kiếm thực, đó là bản thân ta muốn tu luyện, nhưng đây không có nghĩa là ta chỉ có thể sử dụng kiếm khí đúng không? An Vương nhìn chầm chầm Diệp Quang, miễn cười, không nói gì. Diệp Quang nhìn thoáng qua vị mạc vô kiểm cách đó không xa kia, ngươi không phải lựa chọn không biết xấu hổ sao không sao cả ta cũng không cần mặt mũi chúng ta cũng không cần mặt mũi ngươi nếu có thần vật gì cứ lấy hết ra dù sao trang bị cũng là một loại thực lực mặt vô kiểm nhìn thoáng qua hành đạo kiếm trong tay diệp quang đang muốn nói chuyện lúc này an vương đột nhiên nói diệp công tử ngươi đương nhiên có thể dùng kiếm đây là chuyện bình thường là chuyện nên làm diệp quang nhìn an vương không nói gì nhưng trong lòng dân lên một tia đề phòng. Đối với nữ nhân xấu này, hắn vẫn một mực tương đối kiên kỵ. An Vương đột nhiên quay người gầm thét, thiên tài bên trên chân võ bản ở đâu? Oanh! Thanh âm của An Vương rơi xuống, hơn 10 cổ khí tức mạnh mẽ đột nhiên vọt ra từ bên trong đường hầm thời không kia. Đều là thiên tài yêu nghiệt bên trên chân võ bản. Trong 20 người đứng đầu chân võ bản, trừ bỏ mấy người mới vừa chết trận, còn có mười mấy người. An Vương quay đầu nhìn chầm chầm Diệp Quang, lại nói, đội dự phòng đâu? Đều đi ra đi. ầm ầm, Thanh âm rơi xuống, mấy trăm thần linh vọt ra, từng cổ khí tức mạnh mẽ lập tức chấn cho thời không bốn phía nổi lên từng cơn sóng gợn. Toàn bộ đều là thiên tài yêu nghiệt. Những người này đều là không có bên trên chân võ bản, thế nhưng bọn hắn cũng vô cùng kinh khủng. Bởi vì những người này đều là dự phòng, hàng năm đánh bản ở chân võ giới, mục tiêu cuối cùng của bọn hắn đó chính là đánh lên chân võ bản mà tại chân võ giới đánh bản cũng là một loại tu luyện những thiên tài yêu nghiệp này cho dù ở chân vũ trụ đó cũng là cao cấp nhất mà nếu như đặt vào vạn giới chư thiên đó chính là tồn tại nghiền ép an vương nhìn diệp quang cười nói nghe nói quan huyền vũ trụ nhiều thiên tài yêu nghiệp đến các ngươi đều đi khiêu chiến một thoáng ưa thích khiêu chiến người nào liền khiêu chiến người đó nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng có lưu thủ, lưu thủ, đây chính là vũ nhục lớn nhất đối với đối thủ. Nghe An Vương nói, hơn 400 vị thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ đột nhiên nhìn về phía nơi xa, cùng nhau nói, thỉnh thiên tài quan huyền vũ trụ chỉ giáo. Tiếng như lôi minh. Diệp quan nhìn về phía An Vương, An Vương mỉm cười, Diệp công tử, thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ chúng ta khai chiến với thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ, cũng không có nói nhất định phải từng người từng người đơn đấu, nếu là thế hệ tuổi trẻ khai chiến vậy liền đều cho người tuổi trẻ có mặt một cái cơ hội để cho tất cả mọi người đều có cơ hội ra sân ngươi cảm thấy thế nào diệp quang còn không nói chuyện lúc này một thanh âm đột nhiên truyền đến từ nơi xa đánh thì đánh mọi người nghe tiếng nhìn lại một nữ tử chậm bước ra ngoài người tới chính là diệp quang chỉ nàng tuy là trưởng lão nội các nhưng nàng là người trẻ tuổi mà theo diệp quan chỉ đi ra viện thủ võ viện trần thương cũng chậm rãi đi ra sau lưng y là một đám người trẻ tuổi võ viện ngoài ra mấy người tịch huyền nam lăng nhất nhất của thái tử cũng là cùng nhau đi ra trên trăm thiếu niên kiếm tu cũng là cùng nhau đi ra phía quan huyền vũ trụ thế hệ tuổi trẻ xác thực kém hơn chân vũ trụ thế nhưng quan huyền vũ trụ cũng không sợ cùng lắm là chết một lần mà thôi giữa sân ở phía quan huyền vũ trụ, hết thảy thiên tài cùng với yêu nghiệt đều đứng dậy, bọn hắn nhìn những thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ phía xa đó, trong mắt không có nửa điểm e ngại, chỉ có chiến ý. Quan huyền vũ trụ, thật sự chưa từng sợ qua. Trước kia khi nhân gian kiếm chủ còn ở đây, quan huyền vũ trụ không có sợ. Hiện tại, quan huyền vũ trụ cũng sẽ không sợ. Ha ha! Đúng lúc này, ở chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, Diệp Huynh thêm chúng ta được chứ. Diệp Quang nghe tiếng nhìn lại, ở chân trời, một vị nam tử chậm rãi đi tới, người tới, chính là Liên Song. Mà sau lưng Liên Song, còn có trên ngàn cường giả. Liên tộc đến từ huyền giới. Nhìn thấy Liên Song, Diệp Quang lập tức sửng sốt. Liên Song đi đến trước mặt Diệp Quang, cười nói, Diệp Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Quang hơi kinh ngạc, Liên Huynh, ngươi. Liên song chân thành nói, liên tộc chúng ta mặc dù không nhiều yêu nghiệt thiên tài, thế nhưng cũng có một chút, nếu như Diệp Huynh không chê, chúng ta nguyện ý cùng tiến thối với quan huyền vũ trụ. Diệp Quang nghiêm mặt nói, liên huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, chẳng qua chuyện này sẽ liên lụy liên tộc các ngươi, ngươi. Liên song lắc đầu, cắt ngang Diệp Quang, Diệp Huynh, ta nếu dám xuất hiện ở đây, liền chứng minh ta đã biết được tất cả hậu quả. Cho nên, chớ nói những cái kia. Diệp Quang nhìn về phía nam tử trung niên sau lưng Liên Song, rõ ràng, đây là phụ thân của Liên Song. Phụ thân của Liên Song, Liên Thành thấy ánh mắt của Diệp Quang, cười nói, ý tứ của Liên Song, chính là ý tứ của liên tộc chúng ta. Diệp Quang ôm quyền, đa tạ liên tộc. Liên Song cười lớn một tiếng, thế hệ tuổi trẻ liên tộc, đi theo ta. Nói xong, y trực tiếp mang theo trên trăm yêu nghiệp thiên tài gia nhập vào trận doanh quan huyền vũ trụ. Ha ha, mà lúc này lại là một tiếng cười to truyền đến từ chân trời diệp quang quay đầu nhìn lại cách đó không xa hơn một ngàn người chậm rãi đi tới người cầm đầu chính là tông thủ tông tộc đến từ tông giới tông thủ mỉm cười diệp huynh lại gặp mặt diệp quang cười nói ngươi tông thủ cười ha ha một tiếng ta liền không nhiều lời thế hệ tuổi trẻ tông tộc đi theo ta nói xong Y trực tiếp mang theo trên trăm vị thiên tài yêu nghiệt thế hệ tuổi trẻ tông tộc gia nhập vào bên trong trận doanh quan huyền vũ trụ. Đều tới. Lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên từ chân trời. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nơi chân trời, mấy ngàn người cùng nhau đi tới. Người cầm đầu, chính là vị hám tông kia. Thiên bộ giới, hám tông. Hám tông cười lớn đi tới trước mặt Diệp Quang, gã nhìn Diệp Quang, nhếch miệng cười một tiếng, đại ca. Ở bên cạnh hám tông, tỷ tỷ của gã, hám vân thì một mực đánh giá Diệp Quang, trong mắt tràn ngập tò mò. Nàng biết tính cách của đệ đệ mình, mặc dù thoạt nhìn chất phát, nhưng trong xương cốt lại cực kỳ ngạo, người bình thường căn bản không vào được mắt gã. Mà vị kiếm tu trước mắt này có thể làm cho gã cam tâm tình nguyện nhận làm đại ca, nhất định có chỗ bất phàm. Mà mới nhìn Diệp Quang, nàng cũng có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, nam nhân này cũng không có loại lãnh ngạo và cao ngạo truyền thống của kiếm tu kia, tương phản, cả người cho người ta cảm giác hết sức hiền hòa. Ngoài ra, tướng mạo này cũng là nhất tuyệt. Diệp Quang nhìn hám tông xuất hiện trước mặt, cũng có chút ngoài ý muốn, hám tông, ngươi. Hám tông cười nói, tại loại thời điểm này, làm sao có thể thiếu ta được. Trong lòng Diệp Quang dâng lên một dòng nước ấm, khẽ cười nói, cảm ơn. Hám tông nhếch miệng cười một tiếng, huynh đệ nhà mình, cảm ơn cái gì? Nói xong, gã quay đầu nhìn thoáng qua một đám thiên tài thiên kiêu hám tộc sau lưng, thế hệ tuổi trẻ hám tộc, đi theo ta. Nói xong, gã mang theo một đám thiên tài yêu nghiệt hám tộc gia nhập vào bên trong trận doanh quan huyền vũ trụ. An Vương nhìn thoáng qua hám tông, cao mày, bất khuất cốt. Bất khuất đại đế. Người này, nàng tự nhiên là biết được, bất khuất đại đế năm đó, có thể nói là lực áp vô số đại đế, cho dù là những đại đế chân vũ trụ đó cũng đều không phải là đối thủ của bất khuất đại đế cuối cùng vẫn là chân thần tự mình ra tay mới có thể trấn áp mà ả à không nghĩ tới hám tông này vậy mà có được bất khuất cốt hay một lời khác mà nói là đạt được truyền thừa của bất khuất đại đế có chút ngoài ý muốn nhưng cũng chỉ thế thôi đừng nói là một phần truyền thừa coi như là bất khuất đại đế ở đây chân vũ trụ cũng sẽ không để ý đúng lúc này thời không nơi chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một vị nữ tử mặc váy đen chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quang lập tức ngây ngẩn cả người. Nữ tử này, chính là nữ tử có bớt có mặt trên bất khuất sơn ngày đó, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng tới. Không chỉ Diệp Quang không nghĩ tới, mấy người hám thiên cũng không nghĩ tới. Nữ nhân này lúc ấy cơ bản không nói lời nào, nói chuyện với mọi người cũng không được mấy câu, bởi vậy, mấy người cũng không nghĩ tới nàng vậy mà cũng tới. Nữ tử có bớt chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quang, nàng nhìn Diệp Quang, ta tên là Bàn Vũ Kỳ, Bàn Vũ Giới. Bàn Vũ Giới, một trong bốn đại vũ trụ. Bàn Vũ Kỳ lại nói, ta hiện tại đã không phải là bàn vô tộc. Diệp Quang sửng sốt. Không phải là bàn vũ tộc. Diệp Quang vừa muốn nói gì, bàn vũ kỳ lại là đi đến trận doanh quan huyền vũ trụ. Ở tại chỗ, diệp quang lộ ra ánh mắt phức tạp đại ca đúng lúc này tiếng trống giận dữ đột nhiên vang dội từ nơi chân trời thanh âm cực lớn mấy trăm dặm cũng đều có thể nghe rõ ràng diệp quang nhìn về hướng chân trời nơi đó một vị nam tử vội vàng chạy tới vào lúc nhìn thấy người tới diệp quang trực tiếp sửng sốt người tới chính là tư thông thiên diệp quang không nghĩ tới cái tên này thế mà cũng đến ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Tư Thông Thiên mang theo một ít cường giả tư gia vọt tới trước mặt Diệp Quang, y trực tiếp ôm chặt Diệp Quang, kích động nói: "Đại ca, ta đến rồi." "Diệp Quang." Tư Thông Thiên buông Diệp Quang ra, sau đó nghiêm mặt nói: "Ta nguyện tiến thối với đại ca, còn xin đại ca chớ có ghét bỏ thực lực của ta thấp." Diệp Quang lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói: "Cảm ơn." Tư Thông Thiên nhếch miệng cười một tiếng: "Huynh đệ nhà mình nói cái này làm gì?" Nói xong, y nhìn thoáng qua An Vương một bên, cổ nhân có nói, ác giả ác báo, vị cô nương này, ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, sắc đẹp cũng không tệ, không bằng sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa, gả cho đại ca ta, sinh mười cho hắn mấy đứa con, sau đó mọi người cùng nhau ngồi xuống tâm sự thật tốt, chung tay xây dựng thế giới hòa bình. Há không đẹp quá thay. Mọi người, An Vương nhìn chầm chầm tư thông thiên, tư gia nguyên giới đúng không? tư thông thiên cười to nói đúng vậy an vương khẽ gật đầu ta nhớ kỹ tư thông thiên nhíu mày lúc này diệp quang đột nhiên nói ả chính là an vương vương nghe vậy vẻ mặt của tư thông thiên kịch biến trong nháy mắt hai chân mềm nhũng suýt nữa quỳ xuống xong vẻ mặt của tư thông thiên lập tức trở nên có chút tái nhật ban đầu muốn biểu hiện một chút khiến cho đối thủ tức chết không nghĩ tới mắng phải người ngưu bức nhất Lúc này, Diệp Quang nhìn về phía An Vương, cười to nói, nếu chân vũ trụ muốn quần chiến, vậy liền quần chiến, tới chiến. Quần chiến. Quanh. Tất cả mọi người hai bên đồng thời bộc phát ra từng cổ khí tức đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ chư thiên. Quần chiến. Thanh âm của Diệp Quang rơi xuống, hắn không tiếp tục nói nhảm nữa, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía mặt vô kiểm. Mà lần này, hắn dùng chính là hành đạo kiếm. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo sấm sét, chém thẳng về phía mặt vô kiểm, những nơi mũi kiếm đi qua, thời không bị xé nứt ra trong nháy mắt. Trước hết giết kẻ không biết xấu hổ. Nhìn thấy Diệp Quang đánh tới, vẻ mặt của mặt vô kiểm kịch biến trong nháy mắt. Y ngay từ đầu liền biết kiếm của Diệp Quang rất mạnh, thế nhưng, Y cũng không biết thanh kiếm này rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà trong nháy mắt Diệp Quang xuất kiếm, toàn thân lông tơ của Y đều dựng lên. Khí tức tử vong nhìn một kiếm diệp quan chém tới này, y biết, y nếu dám cứng đối cứng, y chắc chắn phải chết. Trong lòng mạc vô kiểm chấn kinh vạn phần, đây rốt cuộc là kiếm gì? Vậy mà khủng bố như thế. Mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, An Vương đột nhiên ngăn ở trước mặt mạc vô kiểm, nàng đột nhiên mở tay phải ra, sau đó đè ép về phía trước, cú đè ép này, thời không bốn phía đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, từng cổ lực lượng thời không kinh khủng tựa như thủy triều dũng mãnh về phía diệp quan nhưng mà theo một kiếm kia của diệp quang đánh tới suy vô số lực lượng thời không kia tựa như là đậu hũ trực tiếp bị xé nứt ra không chỉ thế vào giờ khắc này thời không trong sân cũng bị một kiếm này của hắn chém vỡ hắn có được hành đạo kiếm cho dù mảnh thời không này có mặt thiên đạo gia trì cũng có thể tùy tiện chém vỡ nhìn thấy một màn này an vương hiếp hai mắt lại trong lòng cũng là vô cùng chấn động không dám cứng đối cứng với một kiếm này lóe lên về phía sau, lui ngàn trượng. Xuy. Một kiếm này của Diệp Quang trực tiếp chém vào không khí. Mà lúc này, đám người hám tông đã vọt về phía thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ. Hai bên gần 1.500 người trực tiếp đại chiến cùng một chỗ. Vô số khí tức cường đại bao phủ giữa thiên địa, toàn bộ hư chân chiến trường trực tiếp sôi trào lên. Đại chiến. Mà ở trận doanh Diệp Quang, hám tông xông lên phía trước nhất, gã là thể tu, lại có bất khuất cốt, bởi vậy, vừa mới xông lên chính là như một dòng lũ lớn, vọt thẳng về phía đám cường giả chân vũ trụ. Nhưng rất nhanh, một vị nam tử ngăn ở trước mặt gã. Người tới chính là hạng 11 chân võ bản Nam cung Nguyên. Nam cung Nguyên nhìn Hám Tông, không nói nhảm câu nào, vọt thẳng về phía gã. Hám Tông cũng không nói nhảm câu nào, thân hình rung lên, như một tòa núi nhỏ đụng về phía Nam cung Nguyên. Oanh. Trong nháy mắt Nam Cung Nguyên trực tiếp bị đụng bay. Cùng lúc đó, phiến thời không y đứng ban đầu trực tiếp đổ sụp. Hám Tông gầm thép một lần nữa, sau đó xông về phía trước, đụng vào Nam Cung Nguyên. Trong mắt Nam Cung Nguyên lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn, thân hình của y đột nhiên rung lên, hóa thành một đạo lưu quan vọt tới Hám Tông. Rất nhanh, mảnh thời không này chính là vang lên từng tiếng nổ vang, thiên địa rung động. Cách đó không xa, An Vương nhìn thoáng qua Diệp Quang sau đó nhìn về phía mạc vô kiểm bên cạnh giao hắn cho ta mục đích của nàng rất đơn giản ngăn chặn diệp quang để cho mạc vô kiểm đi đánh thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ không có diệp quang thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ hiện tại căn bản không phải là đối thủ của mạc vô kiểm có thể nói chỉ cần mạc vô kiểm ra tay đó chính là đồ sát mạc vô kiểm tự nhiên hiểu rõ ý tứ của an vương ngay lập tức liền muốn ra tay đối với các thiên tài quan huyền vũ trụ phía xa nhưng vào lúc này một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mặt vô kiểm bác quản bác quản cầm cái chén lớn trong tay vác ở trên lưng sau đó nhìn về phía mặt vô kiểm nàng còn đang gặm đùi gà mặt vô kiểm nhìn bác quản cao mày diệp quang đột nhiên nói bác quản không cần nương tay đánh cho đến chết đánh chết y ta nấu cho ngươi mười nồi cơm nghe vậy con mắt của bác quản lập tức tỏa sáng hả thật chứ Diệp Quang gật đầu, thật. Bác quản cười ha ha một tiếng, nàng nhìn về phía mặt vô kiểm, hưng phấn nói, mười nồi cơm. Đến, để cho ta đánh chết ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên xông về phía trước. Quanh. Cú xông lên này, thời không bốn phía vậy mà trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt mặt vô kiểm lập tức hiện ra một vệt ngưng trọng, ngay lập tức không còn dám có bất kỳ chủ quan nào, thân hình rung lên, hóa thành lưu quan bắn mạnh mà ra ầm ầm hai người vừa mới tiếp xúc chỗ phiến thời không khu vực kia trực tiếp nổ tung ra một bóng người liên tục lùi lại chính là mạc vô kiểm nhìn thấy một màn này mặt mũi của an vương tràn đầy khó có thể tin thực lực của mạc vô kiểm nàng thế nhưng rất rõ ràng nhưng mà lại không đánh lại tiểu nữ hài cổng bác sau lưng kia đây là lai lịch ra sao an vương nhìn bác quản phía xa trong lòng vô cùng chấn động lúc này bác quản đột nhiên hưng phấn nói xem ta đánh chết ngươi thanh âm rơi xuống nàng đột nhiên xông về phía trước một quyền đập về phía mặt vô kiểm ầm ầm một quyền này ra thời không bên trong phương viên ngàn trượng trực tiếp bắt đầu vỡ nát yên diệt từng khúc vô cùng dọa người nhìn bác quản vọt tới mặt vô kiểm chậm rãi nắm chặt hai tay lại sau một khắc muôn vàng lưu quan đột nhiên dân trào mà ra từ trong cơ thể y chỉ một thoáng thời không bốn phía trực tiếp bị xuyên thủng đập tan ầm ầm theo bác quản vọt tới vô số lưu quan vỡ nát mặt vô kiểm bị đẩy lui một lần nữa bác quản thì hưng phấn hướng lao về phía mặt vô kiểm vào thời khắc này mặt vô kiểm ở trong mắt nàng là mười nồi cơm nhìn thấy bác quản hoàn toàn ngăn chặn mặt vô kiểm diệp quang lập tức thở dài một hơi hắn nhìn về phía an vương trước mặt vào giờ phút này an vương cũng đang nhìn hắn diệp quang nhìn chằm chằm an vương người cũng tính là người trẻ tuổi An Vương khẽ cười nói, ta năm nay 20, không tính là người trẻ tuổi sao. 20. Diệp Quang yên lặng. Hắn biết, đối phương không có lừa hắn, bởi vì cường giả thế hệ trước không có ra tay. Diệp Quang cũng không có nói nhảm câu nào, cả người đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Dết liền xong việc. Nhìn thấy Diệp Quang xuất kiếm, An Vương hiếp hai mắt lại, tay phải mãnh liệt nâng lên, sau đó hạ xuống. Ầm ầm thời không bốn phía tựa như thủy triều tầng tầng lớp lớp ép về phía diệp quan đối mặt với diệp quan cầm hành đạo kiếm trong tay ả cũng không dám cứng đối cứng chỉ có thể dùng kiềm chế làm chủ suy một kiếm của diệp quan chém vỡ tất cả thời không nhưng sau một khắc thân hình hắn lại nhất chuyển giết về phía đám yêu nghiệt thiên tài chân vũ trụ một bên nhìn thấy một màn này vẻ mặt của an vương kịch biến trong nháy mắt ả vừa muốn ra tay mười mấy cái đầu đẫm máu trực tiếp bay ra ngoài miểu sát. Hiện tại thực lực của Diệp Quang, khủng bố cỡ nào? Tăng thêm hắn cầm hành đạo kiếm, có thể nói, giữa sân ngoại trừ An Vương, không có người nào là đối thủ của hắn. An Vương đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Quang, ả à gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Quang, ả à biết, người trước mắt đang buộc ả à cứng đối cứng chính diện. Diệp Quang nhìn An Vương trước mặt, không nói nhảm câu nào, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. suy Một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân không phải giết An Vương. Bởi vì hắn biết, hắn cho dù cầm hành đạo kiếm trong tay, chỉ cần An Vương không liều chết, hắn không thể giết đối phương. Bởi vậy, hắn quả quyết đi giết những thiên tài chân vũ trụ ở một bên đó. Kiếm quang lóe lên, mười mấy cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Miễu sát một lần nữa. Cầm hành đạo kiếm trong tay, có thể nói là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhưng vào lúc này, An Vương đột nhiên cũng tan biến ở tại chỗ, Chẳng qua, mục tiêu của ả không phải Diệp Quang, mà là một đám thiên tài quan huyền vũ trụ nơi xa. Oanh Trong chớp mắt, An Vương vừa xông vào, mười mấy vị thiên tài quan huyền vũ trụ trực tiếp bị miễu sát. Ả là một trong mấy người yêu nghiệt nhất chân vũ trụ, tuổi còn trẻ liền phong vương, thực lực của ả, tự nhiên không phải những thiên tài quan huyền vũ trụ này có thể so sánh, chớ nói bọn hắn, coi như là Diệp Quang không cầm hành đạo kiếm, cũng đều không nhất định có thể đánh thắng được ả ả không có đi ngăn cản Diệp Quang, bởi vì ả rất rõ ràng, ả không ngăn cản được Diệp Quang cầm hành đạo kiếm. Bởi vậy, ả quả quyết đi giết những thiên tài quan huyền vũ trụ kia, ả muốn làm cho Diệp Quang tới ngăn cản ả, kể từ đó, Diệp Quang vì ngăn cản ả, liền sẽ không lại ra tay đối với thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ. Hiện tại, hai người đang so tàn nhẫn. Người nào ác hơn, người đó chiếm ưu thế. Diệp Quang cũng hiểu rõ ý đồ của An Vương, hắn vào giờ phút này, cũng là rơi vào lưỡng nan. Ngăn cản An Vương. Như vậy sẽ theo ý muốn của ả. Bởi vì từ trước mắt mà nói, trận doanh quan huyền vũ trụ đã ở thế yếu, hắn tham chiến còn tốt, chỗ mũi kiếm qua, bẻ gãy nghiền nát, lấy một địch trăm. Nhưng hắn nếu như đi ngăn cản An Vương, vậy phía bọn hắn liền sẽ bị áp chế toàn diện. Vẻ mặt của Diệp Quang đột nhiên trở nên dữ tợn. So tàn nhẫn đúng không? Diệp Quang đột nhiên gầm thét, cả người xông về phía trước trong chớp mắt mười mấy cái đầu đẫm máu trực tiếp bị hắn chém bay an vương sắc mặt băng lãnh ả cũng không có đường lui lúc này lui tổn thất càng nhiều chỉ có thể giết trong mắt an vương lóe lên một vệt lệ khí thân hình rung lên vọt thẳng vào trong đám người kia suy trong nháy mắt vô số thiếu niên thiên tài quan huyền vũ trụ bị trấn sát căn bản không có sức hoàn thủ không ai có thể ngăn trở diệp quang cũng không ai có thể ngăn trở An Vương. Hai bên đều dết đỏ cả mắt, điên cuồng đồ sát. Diệp Quang đang nghe truyện trên TV audio CV xông vào bên trong trận doanh đám thần linh thiên tài kia, hắn mỗi một lần huy kiếm, đều sẽ khiến cho mấy cái đầu bay ra ngoài. Ánh mắt của hắn như máu, diện mạo dữ tợn, hắn biết, rất nhiều người quan huyền vũ trụ cũng đang chết, nhưng vào giờ phút này, hắn chính là bất lực. Dết. Chỉ có thể giết. Vào giờ khắc này, sát ý của Diệp Quang Mạnh trước nay chưa từng có. Lúc này, Diệp Kình đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quang, vào giờ phút này, thân thể của y đã triệt để khôi phục, y nhìn Diệp Quang đã giết đỏ mắt, trầm giọng nói, ca, tiếp tục đánh như vậy, người của Quang huyền vũ trụ chúng ta sẽ bị giết hết. Nghe được Diệp Kình, tay phải Diệp Quang cầm hành đạo kiếm khẽ rung lên, hắn đột nhiên gầm thét, thiên thiên. Quanh! Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng từ giữa thiên địa, sau một khắc, một tia sáng trắng trực tiếp chui vào trong cơ thể diệp quang oanh Quan. dung hợp khí tức của diệp quang tăng vọt trong nháy mắt nhìn thấy một màn này an vương ở xa xa ngừng lại ả quay người nhìn về phía diệp quang phía xa không chỉ ả vào giờ phút này toàn bộ thần linh giữa sân đều đang nhìn diệp quang giết hai mắt đỏ quạt kia kiên kỵ còn có kinh khủng diệp quang quay đầu nhìn thoáng qua an vương gần giọng nói an vương quan huyền vũ trụ tùy ngươi giết, ngươi muốn giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Nói xong, hắn đột nhiên gầm thét, thông thiên tháp. Oanh! Ở chân trời nơi xa, một tòa tháp cao đột nhiên hiển hiện. Diệp quan cầm kiếm phẫn nộ chỉ hư không, mở thiên môn. Mở thiên môn. Chúng thần linh sửng sốt. Lúc này, tòa thông thiên tháp kia đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh trắng sáng chói bay thẳng vào thương khung. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, luồng ánh sáng trắng kia trực tiếp đã thông bình chướng ở giữa quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ, một phiến thiên môn rộng chừng vạn trường xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Thiên môn Có thể thông chân vũ trụ Từ trước tới nay, thiên môn xuất hiện lần thứ hai, lúc xuất hiện lần thứ nhất, vẫn là 30 triệu năm trước. Nhìn thấy Diệp Quang mở thiên môn, toàn bộ thần linh giữa sân đều bối rối. Đây là muốn làm gì? An Vương gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Quang phía xa, hai tay nắm chặt, ánh mắt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Diệp Quang đột nhiên quay người, hắn nhìn An Vương phía xa, nơi đó có một mảng lớn thi thể. Ngoài ra, ở trước mặt An Vương cách đó không xa, còn có vô số thiên tài quan huyền vũ trụ. Bọn hắn mặc dù trong mắt cũng có sợ hãi, thế nhưng, lại không có lui nửa bước. Nhìn những thi thể này, còn có những thiếu niên tuổi trẻ non nớt kia, diệp quan đột nhiên nói khẽ thật xin lỗi nói xong hắn đột nhiên gầm thét từ bỏ quan huyền vũ trụ người còn có thể đánh theo ta tiến vào chân vũ trụ thanh âm rơi xuống hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quan phóng lên tận trời sau lưng hắn một đám thiên tài yêu nghiệp quan huyền vũ trụ đột nhiên cùng nhau gầm thét sau đó đuổi theo quan huyền vũ trụ này không tuân thủ đi chân vũ trụ tiến vào chân vũ trụ nhìn thấy đám người diệp quang trực tiếp từ bỏ quan huyền vũ trụ đi tới chân vũ trụ những thần linh giữa sân kia đều bối rối an vương vào giờ phút này cũng là phát mộng ở tại chỗ đi chân vũ trụ diệp quang đây là điên rồi sao nhìn thấy diệp quang mang theo một đám thiên tài yêu nghiệt quan huyền vũ trụ tiến vào lối đi truyền tống trận vẻ mặt của an vương trở nên vô cùng khó xem nếu như lại để cho diệp quang tiến vào chân vũ trụ vậy đối với chân vũ trụ mà nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. 30 triệu năm trước, nhân gian kiếm chủ tiến vào chân vũ trụ, sĩ nhục này hiện tại cũng còn chưa có rửa sạch, mà nếu để cho Diệp quan lại tiến vào chân vũ trụ, như vậy mặt mũi của chân vũ trụ. An Vương rất cao nhìn chầm chầm trên trời cao, ả à biết nam nhân này còn có một cái ý đồ, đó chính là buộc nàng quyết chiến. Tại quan huyền vũ trụ, An Vương ả à có khả năng không chiến, có thể một mực tránh né, có thể chơi trao đổi. Thế nhưng, tại chân vũ trụ thì sao? Ngươi không đối chiến với ta. Có thể. Ta đây liền giết tới chân thần điện. Trong nháy mắt, phía An Vương liền biến thành bị động. An Vương đột nhiên phá lên cười, tốt. Tốt cho một cái diệp quan, hữu dũng hữu mưu, có huyết tính, rất tốt. Thanh âm rơi xuống, ả đột nhiên hóa thành một đạo lưu quan phóng lên tận trời, đi theo ta. Mà theo An Vương phóng lên tận trời, giữa sân, những thần linh kia cũng là cùng nhau xông tới. Bọn hắn tự nhiên không thể để cho đám người Diệp quan tiến vào chân vũ trụ, nếu thật sự để cho Diệp quan giết tới chân vũ trụ, thế hệ trẻ tuổi bọn hắn đều sẽ là mục tiêu bị mọi người sỉ nhục. Ở bên trên hư không, An Nam tỉnh nhìn phiến thiên môn phía xa kia, yên lặng không nói. Mà vào giờ khắc này, mấy người kỳ bỉ thiên cũng xuất hiện ở trong sân. Mặt niệm niệm nhìn về phía An Nam tỉnh, tỉnh cô nương, ngươi thấy thế nào? An Nam tỉnh sau khi yên lặng một lát, nói, sự tình của thế hệ tuổi trẻ, để cho thế hệ tuổi trẻ đánh. Có người đột nhiên hỏi, nếu như thế hệ trước. An Nam tỉnh mặt không biểu tình, sự tình của thế hệ trước, thế hệ trước đánh. Mọi người đều là gật đầu. Mặt niệm niệm nói khẽ, ta sợ tiểu gia hỏa kia, không thể thừa nhận. An Nam tỉnh nhìn phiến thiên môn kia, nói khẽ, xuất phát điểm của hắn là cao nhất vùng vũ trụ này, nhưng đồng dạng trách nhiệm hắn phải gánh chịu cũng là lớn nhất vùng vũ trụ này. Chúng ta chỉ có thể che chở hắn, để cho hắn không bị người đời trước khi dễ, còn những cái khác, con đường của hắn, để chính hắn đi. Mạc niệm niệm khẽ gật đầu. Rất nhanh, cả đám tan biến ở tại chỗ. Phía dưới, nạp lan già gắt gao nhìn chầm chầm phiến thiên môn kia, ở bên cạnh nàng, là Lý Bán Tri. Nàng vừa rồi vốn định đi theo, nhưng lại bị Lý Bán Tri cản lại. Bây giờ, quan huyền vũ trụ không chỉ có thế hệ tuổi trẻ đều đã đi tới chân vũ trụ mấy người an nam tỉnh cũng đã đi tới chân vũ trụ hộ tống nơi này cần phải có người chủ trì toàn cục bằng không quan huyền vũ trụ sẽ loạn mà nhiệm vụ này tự nhiên chỉ có thể giao cho nạp lan già nam chủ ngoại nữ chủ nội về phần những bảo bối tần quan lưu lại kia mặc dù lực sát thương cực lớn nhưng bây giờ nạp lan già còn chưa thể khống chế hoàn toàn vừa để xuống chính là đồng quy vô tận. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên nhẹ giọng hỏi, bọn hắn sẽ trở về chứ? Lý Bán Tri yên lặng. Sẽ trở về sao? Lý Bán Tri nhìn về phía phiến thiên môn kia, ánh mắt cũng trở nên có chút mờ mịt. Trận chiến năm đó, có rất nhiều người đi. Như trở về, chỉ có mấy người. Diệp Quang mang theo thiên tài cùng với yêu nghiệt quan huyền vũ trụ còn lại tiến vào bên trong thiên môn, bên trong thiên môn, là một tòa truyền tống trận, mọi người tiến vào truyền tống trận, truyền tống trận trực tiếp khởi động, trong chớp mắt, mọi người xuyên qua hết thảy bình chướng vũ trụ, đi tới Trấn Thiên Môn. Trấn Thiên Môn. Nơi này đã là ranh giới chân vũ trụ. Xuyên qua Trấn Thiên Môn chính là chân vũ trụ. Diệp Quang quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình, vào giờ phút này, phía sau hắn chỉ còn không đến 300 người. Trong đó nhỏ nhất, chỉ có 14 tuổi là một vị kiếm tu kiếm tông thiên phú cực cao hiện tại cũng đã là kiếm đế hơn nữa còn là chuẩn đại kiếm đế tiềm lực vô hạn thiếu niên mặt mũi tràn đầy non nớt vẻ mặt có chút tái nhật tay nắm kiếm đang hơi khẽ rung nhìn thấy diệp quang nhìn mình thiếu niên vội vàng rung giọng nói sư huynh ta ta tên là tiểu hữu tiểu hữu diệp quang mỉm cười sợ không tiểu hữu nhếch miệng cười một tiếng không sợ nói xong đi lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó lại nói, ta không sợ chết, thật sự. Diệp Quang khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn quét qua từng người giữa sân, hắn thấy được rất nhiều người quen, thế nhưng, cũng có rất nhiều người không còn. Diệp Quang yên lặng. Đã từng có lúc, hắn căn bản là không có cách nào cảm nhận được cha già thủ hộ vùng vũ trụ này, khó khăn cỡ nào. Cho tới giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được sâu sắc, gánh nặng thủ hộ quan huyền vũ trụ nặng bao nhiêu. Nhưng không có cách nào. Dù sao cũng phải có người đứng ra. Diệp Quang hít vào một hơi thật sâu, quay người, hắn nhìn về phía cách đó không xa, trước trấn Thiên Môn, có mấy vạn cây cột đá, phía trên mỗi một cây cột đá đều treo lít nha lít nhít người. Toàn bộ đều là người quan huyền vũ trụ. Những người này đều là đám tiền bối tiếng đánh chân vũ trụ năm đó kia. Toàn bộ bọn họ đều bị treo ở nơi này. Diệp Quang mang theo mọi người đi đến trước những cây cột đá kia, hắn nhìn những người bị treo phía trên kia, ánh mắt dần dần có chút ương ước. Giữa sân, tất cả mọi người yên lặng. Trên trụ đá, có rất nhiều người bọn hắn đã từng nghe nói qua. Mà bây giờ, bọn hắn gặp được bản tôn. Bọn hắn chỉ biết là trận chiến năm đó hết sức thảm, nhưng lại không biết đến cùng thảm cỡ nào, bây giờ thấy thi thể của đám tiền bối này, bọn hắn mới biết được, trận chiến năm đó thảm đến loại trình độ nào diệp quang nhìn những tiền bối bị treo kia trong lòng nói khẽ tháp gia trận chiến năm đó của cha già ngươi cũng tham dự sao tháp nhỏ nói tham dự diệp quang nắm thật chặt hành đạo kiếm trong tay tháp gia ta cảm thấy trọng trách này thật nặng tháp nhỏ yên lặng ba đời dương gia đều có những khó khăn riêng diệp quang nhìn như vừa sinh ra đã ở đỉnh cao thế nhưng địch nhân của hắn cũng là vừa sinh ra đã ở đỉnh cao Thanh Sam kiếm chủ cùng với nhân gian kiếm chủ ít nhất cũng từng có thời gian phát dục, chậm rãi mạnh lên, thế nhưng thế hệ này, thật sự chính là ngay từ đầu liền đánh cục đỉnh phong. Hơn nữa, là đánh từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Cơ hồ một khắc cũng chưa từng ngừng. Phải biết, Thanh Sam kiếm chủ cùng với nhân gian kiếm chủ lúc 17 tuổi, người đối mặt, đều là tồn tại tầng dưới chót nhất. Tháp nhỏ hiện tại thở dài. Nó ngay từ đầu, một mực sợ dịp quan đi lối cũ của đời trước, nhưng lại không để ý đến kẻ địch hiện tại của hắn. Trọng trách này, xác thực rất nặng. Lúc này, bác quản đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quang, nàng lôi kéo ống tay áo của Diệp Quang, sau đó nói, ta đã đánh chết y. Giết! Diệp Quang ngây cả người, sau đó nhìn về phía bác quản, trên mặt bác quản, còn có máu tươi. Bác quản nhìn Diệp Quang, ta vừa rồi chưa có ăn no, bằng không, ta đã sớm đánh chết y. Diệp Quang yên lặng. Trong lòng chấn kinh. Hạng hai cứ như vậy bị bác quản giết. Nói thực ra, hắn vẫn là vô cùng khiếp sợ. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Quang mỉm cười, đánh xong trận chiến này, ta sẽ nấu cơm cho ngươi, có được hay không? Bác quản nhếch miệng cười một tiếng, được. Diệp Quang cười ha ha một tiếng, nói trong lòng, tháp gia, ta chỉ có một cái yêu cầu, nếu như ta chiến tử ở đây, ngươi cùng với tiền bối cứu vị bác quản cô nương này đi, Ta mang nàng đi ra, chỉ là muốn để cho nàng nhìn một chút thế giới bên ngoài, cũng không phải muốn lợi dụng nàng, hơn nữa, thủ hộ quan Huyền Vũ trụ không phải trách nhiệm của nàng. Nếu như nàng chết ở chỗ này, ta chết cũng không nhắm mắt. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, "Được." Bác quản nhìn thoáng qua Diệp Quang, sau đó lại liếc mắt nhìn vị trí phần bụng Diệp Quang, trong mắt có một tia nghi hoặc, trong bụng có âm thanh. Ở bên trong tháp nhỏ, tháp nhỏ đột nhiên nói, nàng có phải hay không nghe được ta nói chuyện thanh âm thần bí nói ngươi cảm thấy thế nào tháp nhỏ yên lặng lai lịch của vị bác quản cô nương này cực kỳ thần bí đúng lúc này vị an vương kia đột nhiên xuất hiện ở trước trấn thiên môn mà sau lưng an vương còn có vô số người thần linh tộc an vương nhìn dịp quan cầm đầu không nói gì đến lúc này nói cái gì cũng đều đã không có ý nghĩa bởi vì mặc kệ là chân vũ trụ hay là quan huyền vũ trụ đều đã không có đường lui chỉ có chiến một trận diệp quan cầm hành đạo kiếm trong tay nhìn an vương chư vị đã tới đây vậy thì mời giết thống khoái giết thống khoái sau lưng diệp quan mọi người cùng nhau gầm thét diệp quan gầm thét thiên thiên đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang vọng ở giữa đất trời sau một khắc một tia sáng trắng chui vào giữa trán diệp Quang dung hợp một lần nữa Oanh! Theo Ngao Thiên Thiên chui vào trong cơ thể Diệp Quang, khí tức của Diệp Quang tăng vọt điên cuồng, trong chớp mắt, hắn bắt đầu từ thần kiếp cảnh tăng lên tới địa tiên cảnh. Mà sau khi đi đến địa tiên cảnh, Diệp Quang phát ra kiếm thế, trực tiếp mạnh đến một cái độ cao trước đó chưa từng có. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám thần linh nơi xa lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Khuyết điểm lớn nhất Diệp Quang là cái gì? Là cảnh giới. Mà vào giờ khắc này, Dung hợp cùng với đầu long này, cảnh giới của hắn trực tiếp tăng lên đến nhân tiên chi cảnh, cảnh giới tăng lên, trực tiếp đền bù khuyết điểm của bản thân hắn, trọng yếu nhất chính là, Diệp Quang hiện tại còn cùng chia sẻ phòng ngự với Ngao Thiên Thiên. Hắn hết thảy khuyết điểm đều không còn nữa. Trong tay còn cầm tuyệt thế thần kiếm. Một đám thần linh nhìn Diệp Quang, yên lặng không nói. Bọn hắn biết, Diệp Quang hiện tại, tương đương với tồn tại vô địch. An Vương đột nhiên nhìn về phía một nữ tử bên cạnh, "Hạng nhất ở nơi nào?" "Hạng nhất? Cho đến nay, hạng nhất chân võ bản chân vũ trụ cũng chưa xuất hiện." Nữ tử trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức, y đang dẫn người vội vã trở về từ vô gian vũ trụ. An Vương sau khi yên lặng một lát, nói, "Thông tri quân cận vệ." Nữ tử sửng sốt. An Vương nói khẽ, "Thông tri chân thần điện, để bọn hắn phái thế hệ tuổi quân cận vệ trẻ tới." nếu như có thể mà nói để cho thế hệ tuổi trẻ chư thần vệ cũng đều chạy đến nghe vậy vẻ mặt của nữ tử kịch biến trong nháy mắt nàng rung giọng nói an vương an vương nhìn về phía diệp quan phía xa nói khẽ nói cho tả tướng để cho nàng cẩn thận chủ nhân của thanh thần kiếm trong diệp quan kia còn có bảo nàng triệu hồi quân viễn chinh đến đề phòng bất trắc nữ tử còn muốn nói điều gì an vương chậm rãi nhắm hai mắt lại nghe lệnh làm việc chớ có phí lời Nữ tử lập tức không dám lại nói cái gì, lặng yên thối lui. Sau khi nữ tử thối lui, An Vương đột nhiên mở hai mắt ra, nàng nhìn về phía Diệp Quang cách đó không xa, cười nói, "Diệp công tử, ngươi hẳn là muốn giết ta rất lâu rồi. Không bằng, chúng ta hôm nay liền sinh tử chiến." Diệp Quang nhìn An Vương, "Ngươi muốn kéo dài thời gian." An Vương nhếch miệng cười, nói thật ra, ta thật sự vô cùng tán thưởng ngươi diệp quang cầm hành đạo kiếm trong tay đi về phía an vương không nói gì bởi vì hắn biết nữ nhân này đang trì hoãn thời gian mà mục đích lần này của hắn chính là muốn mang theo mọi người tiến vào chân vũ trụ dựa vào cái gì chân vũ trụ có thể tới quan huyền vũ trụ ta quan huyền vũ trụ liền không thể đi chân vũ trụ người có thể tới ta cũng có thể tới hắn cũng muốn để cho chân vũ trụ nếm thử mùi vị bị xâm lược an vương nhìn chằm chằm diệp quang trên mặt vẫn nở nụ cười suy diệp quang đột nhiên tan biến ở tại chỗ an vương hiếp hai mắt lại sau một khắc oanh thân thể ả đột nhiên bốc cháy một cổ khí tức cường đại đột nhiên phóng lên tận trời trực tiếp chấn cho tất cả mọi người giữa sân liên tục lùi lại tất cả mọi người hoảng hốt vị an vương này vậy mà bùng cháy thân thể an vương đấm ra một quyền một đạo quyền ấn hỏa diễm vạn trượng tuôn ra rung khắp chư thiên. Nhưng mà, cho dù là một quyền khinh khủng này, vẫn không thể ngăn cản một kiếm kia của Diệp Quang. suy Một kiếm này của Diệp Quang, trực tiếp mạnh mẽ chém vỡ đạo quyền ấn hỏa diễm vạn trường kia, sau đó kiếm quang lóe lên, chém thẳng về phía An Vương. Nhìn thấy một màn này, An Vương nhìn hành đạo kiếm trong tay Diệp Quang, ả yên lặng một cái chớp mắt, tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh. Trong chớp mắt, linh hồn ả trực tiếp bốc cháy đốt hồn trực tiếp đốt hồn nhìn thấy một màn này tất cả mọi người giữa sân bối rối an vương đốt hồn không chỉ quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ ngay cả diệp quang ở đối diện an vương vào giờ phút này cũng là có chút khó có thể tin hắn cũng không nghĩ tới vị an vương này vậy mà trực tiếp lựa chọn đốt hồn quả quyết như thế diệp quang sau khi hết khiếp sợ ánh mắt chính là trở nên băng lãnh tay phải nắm hành đạo kiếm điên cùng phóng thích ra kiếm thế cùng với kiếm ý và kiếm hồn của chính mình đối mặt với vị an vương này hắn lại há dám kinh thị nữ nhân này mặc kệ là thực lực hay là trí tuệ đều vô cùng kinh khủng mà theo an vương đốt hồn khí tức của ả đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ đúng lúc này an vương bùng cháy linh hồn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước sau đó mở lòng bàn tay ra nhẹ nhàng đè ép về phía trước oanh cú đè ép này một của lực lượng kinh khủng bột phát ra từ lòng bàn tay nàng lực lượng vĩ độ lực lượng này vừa mới xuất hiện vẻ mặt của diệp quang trong nháy mắt trở nên ngưng trọng cảm nhận được một cỗ lực lượng áp bách trước nay chưa từng có suy nhưng mà cho dù là lực lượng vĩ độ này cũng không có cách nào ngăn cản hành đạo kiếm của diệp quang có thể phá hết thảy lực lượng thế gian vào lúc diệp quang xé nát của lực lượng vĩ độ kia an vương đột nhiên hóa thành một luồng ánh lửa tan biến ở tại chỗ một cổ uy áp thao thiên bao phủ mà qua từ giữa sân cứng đối cứng an vương không thể không cứng đối cứng ả không cứng đối cứng diệp quang liền thật sự tiến vào chân vũ trụ hiện tại là thế hệ tuổi trẻ đại chiến giữa sân chỉ có ả mới có thể đủ sức miễn cưỡng ngăn chặn diệp quan tầm thần kiếm ả không thể không đứng ra mà đây cũng là một trong những mục đích diệp quang tới nơi này tại quan huyền vũ trụ an vương ả có lựa chọn thế nhưng ở nơi đây an vương ả không có lựa chọn khác cứng đối cứng bành đột nhiên một mảnh kiếm quan đột nhiên bộc phát ra từ nơi xa mà theo đạo kiếm quan này bộc phát ra diệp quan cùng với vị an vương kia đồng thời liên tục lùi lại lúc diệp quan dừng lại trên khóe miệng của hắn một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía an vương vào giờ phút này linh hồn an vương đã như một sợi khói xanh phản phất như một cơn gió liền có thể khiến cho ả tan biến an vương nhìn hành đạo kiếm trong tay diệp quan phía xa khẽ cười nói ta vẫn đã đánh giá thấp kiếm của ngươi diệp quan không nói gì cầm theo kiếm đi về phía thiên môn nơi xa an vương lại nói tất cả mọi người lập tức rút lui chờ hạo huyền một đám thần linh nhìn an vương hai tay nắm chặt yên lặng không nói an vương gầm thét mau rời đi Nghe được An Vương, một đám thần linh nhìn thoáng qua Diệp Quang phía xa, sau đó dồn dập quay người tiến vào trấn Thiên Môn. Diệp Quang cũng không có đuổi theo, hắn chậm rãi đi về phía trấn Thiên Môn kia. Vào lúc đi qua bên cạnh An Vương, An Vương đột nhiên nói khẽ, "Diệp công tử." Diệp Quang dừng bước lại. An Vương mỉm cười, "Trước khi chết, muốn hỏi ngươi một vấn đề, có được không?" "Không phải kéo dài thời gian." Diệp Quang tiếp tục đi về phía trấn Thiên Môn nơi xa an vương hỏi kiếm của ngươi theo ta được biết không phải là thuộc về nhân gian kiếm chủ đúng không diệp quang không có trả lời an vương mỉm cười không nói gì thêm diệp quang đột nhiên nói ngươi vốn có thể đi hắn biết nữ nhân này nếu như muốn đi hắn coi như dùng hành đạo kiếm cũng không giết được đối phương an vương cười nói có thể đi thế nhưng đằng sau ta chính là chân vũ trụ diệp quang quay đầu nhìn về phía an vương ngươi cũng biết phía sau ngươi là chân vũ trụ, vậy ta hỏi ngươi, lúc chân vũ trụ các ngươi tới xâm lấn quan huyền vũ trụ chúng ta, có từng nghĩ tới? Diệp công tử An Vương đột nhiên cắt ngang Diệp Quang, nàng cười nói, Diệp công tử, ta từng đọc qua lịch sử quan huyền vũ trụ, năm đó, quan huyền vũ trụ cũng không phải là một cái vũ trụ nhất thống, là phụ thân ngươi sau này thống nhất, ngươi có từng nghĩ tới, ở trong mắt những cường giả của từng thế giới kia. Phụ thân ngươi cũng là một kẻ xâm lược diệp quang yên lặng an vương tiếp tục nói bản chất của vũ trụ này chính là cường giả vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn nói xong ả chậm rãi nhìn về phía sâu trong hư không nói khẽ diệp công tử đáng tiếc ngươi không phải là người chân vũ trụ bằng không chúng ta hẳn là có thể trở thành bằng hữu thanh âm rơi xuống linh hồn ả đột nhiên chậm rãi tung bay diệp quang sau khi yên lặng một lát quay người đi về phía trấn thiên môn rất nhanh hắn đi đến phía trước trấn thiên môn, mà ở trước mặt hắn, có một bức màn sáng. Vách ngăn vĩ độ Giữa sân, một số cường giả quan huyền học viện nhìn vách ngăn vĩ độ kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Quan huyền vũ trụ từ trước tới nay, chỉ có một thanh kiếm có thể phá vách ngăn vĩ độ này. Thanh huyền kiếm Mà bây giờ, thanh huyền kiếm cũng không ở trong tay Diệp Quang. Đúng lúc này, Diệp Quang đột nhiên cầm kiếm đâm về phía trước. suy ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, vách ngăn vĩ độ kia vậy mà trực tiếp bị xé nứt ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng biết Diệp Quang có một thanh thần kiếm, nhưng kỳ thật, ngoại trừ một số ít mấy người, đại đa số người cũng không nhận ra hành đạo kiếm. Dù sao, năm đó nhận biết thanh kiếm này, ngoại trừ người thân của nhân gian kiếm chủ, người còn lại cơ bản đều đã chết. 30 triệu năm sau, từng nghe đến thiên mệnh váy trắng, đã ít lại càng ít đúng lúc này diệp quang đột nhiên nói khẽ thiên thiên lần này đi sẽ chết ngươi có nguyện đi cùng với ta không ngao thiên thiên nói trước kia ta nguyện ý hiện tại ta cũng nguyện ý diệp quang cười ha ha một tiếng hướng về phía trước bước ra một bước trực tiếp tiến vào trấn thiên môn kia hắn thu hồi hành đạo kiếm vách ngăn vĩ độ kia lập tức tự động khép lại nhìn thấy một màn này Sắc mặt của đám người Diệp Kình nơi xa kịch biến trong nháy mắt, bọn hắn giống như điên vọt tới trước mặt Trấn Thiên môn, Diệp Kình đột nhiên đánh một quyền về phía vách ngăn vĩ độ kia. Oanh. Vách ngăn vĩ độ không nhúc nhích tí nào. Diệp Kình ngay cả người, sau đó nhìn về phía Diệp Quang, cả giận nói, ngươi làm cái gì thế? Diệp Quang nhìn cả đám trước mặt, mỉm cười, Diệp Kình đệ, giúp ta chiếu cố tộc trưởng còn có Diệp tộc. Diệp Kình căm tức nhìn Diệp Quang. Chúng ta có thể cùng nhau gánh vác." Diệp Quang lắc đầu, "Ta là đại ca, ta gánh vác." Diệp Kình đột nhiên dùng tay phải oanh kích vách ngăn vĩ độ kia, nhưng mà cũng không có ích lợi gì, cho dù y dùng chính đại pháp tắc cũng không hề có tác dụng. Diệp Quang nhìn về phía Tịch Huyền một bên, Tịch Huyền cũng đang nhìn hắn. Diệp Quang mỉm cười, "Tịch Huyền cô nương, cảm ơn ngươi đã từng liều mình cứu ta, ta vẫn muốn nói gì đó với ngươi, nhưng mỗi lần nhìn thấy ngươi lại không biết làm sao mở miệng tóm lại rất hân hạnh được biết ngươi nghe được diệp quang nước mắt trong mắt tịch huyền đột nhiên liền chảy xuống có nhiều thứ là không khống chế nổi ví dụ như nước mắt còn là cố ý diệp quang quay đầu nhìn về phía nam lăng nhất nhất một bên hắn mỉm cười sư tỷ ta vẫn muốn đón sư phó đến học viện nhưng mà ta quá bận rộn có rất nhiều việc cần ta đi làm nam lăng nhất nhất mỉm cười sư đệ, ta hiện tại rất biết đánh nhau, ta đi cùng với ngươi, có được hay không? Diệp Quang lắc đầu, hắn nhìn tất cả mọi người giữa sân, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người vị kiếm tu nhỏ tuổi tiểu hữu kia, hắn mỉm cười, dẫn y về nhà. Mang tất cả đám tiền bối trên trụ đá về nhà. Chư vị, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Nói đến đây, hắn cười cười, sau đó quay người hóa thành một đạo kiếm quan tan biến ở cách đó không xa mọi người sững sờ ở tại chỗ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân, chờ một chút. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, một vị nữ tử cổng bác lớn điên cuồng phòng về phía thiên môn xa xa. Chính là bác quản. Bác quản nhìn dịp quan sắp tan biến phía xa, vội vã không thôi. Cơm. Còn có 10 nồi cơm chưa có nấu cho nàng. Như vậy làm sao có thể đi chứ? Hơn nữa, còn không mang nàng theo muốn trốn nợ. Nằm mơ. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, bác quản vọt thẳng đến trước vách ngăn vĩ độ kia, sắc mặt của mọi người đại biến, liền muốn ngăn cản, nhưng sau một khắc, bác quản vậy mà bỏ qua vách ngăn vĩ độ kia, vọt vào. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt. Chạy vào. Lúc này, vị tư thông thiên kia đột nhiên đi đến bên cạnh hám tông, rồi nói, hám tông huynh, ngươi là thể tu, ngươi đụng một cái, nói không chừng liền có thể đụng vào. Hán tông nhìn thoáng qua Tư Thông Thiên, đối với Tư Thông Thiên, gã cũng không phải rất quen. Chẳng qua, gã nhìn thấy Tư Thông Thiên gọi Diệp Quang là đại ca, hơn nữa Diệp Quang cũng không có phản bác. Rõ ràng, Diệp Quang cùng với Tư Thông Thiên thật sự chính là huynh đệ. Thế là, gã khẽ gật đầu, để ta thử một chút. Nói xong, gã đột nhiên xông về phía trước và về phía vách ngăn vĩ độ kia. ầm! Uhm ở trong ánh mắt của tất cả mọi người hám tông trực tiếp bị chấn bay ra ngoài lần bay này trực tiếp bay đến mấy trăm trượng có hơn đầu rơi máu chảy mặt mũi tràn đầy máu cực kỳ khốc liệt nhìn thấy một màn này tư thông thiên nheo mắt sau đó vội vàng trốn sang một bên cách đó không xa hám tông đụng đến đầu ông ông giữa sân mọi người nhìn vách ngăn vĩ độ kia yên lặng không nói hám tông là thể tu lực lượng vô cùng lớn nhưng mà vừa rồi gã va chạm lại không chút nào có thể rung chuyển vách ngăn vĩ độ này rõ ràng đây không phải là bọn hắn có thể phá lúc này diệp kình đột nhiên tế ra chính đạo pháp tắc y thôi động tất cả lực lượng pháp tắc sau đó vận hết toàn lực đánh một kích quanh một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra ở bên trên vách ngăn vĩ độ lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay diệp kình đến mấy trăm trượng có hơn mà vách ngăn vĩ độ kia không hư hại chút nào nhìn thấy một màn này, thần sắc của chúng người đều là trầm xuống. Diệp Kình gắt gao nhìn chầm chầm vách ngăn vĩ độ kia, vẻ mặt vô cùng khó coi, y liền muốn xuất thủ một lần nữa, lúc này, sư phụ y đột nhiên nói khẽ, đây không phải ngươi có thể phá, coi như là ta, cũng không có cách nào rung chuyển vách ngăn vĩ độ này. Diệp Kình nắm chặt hai tay, yên lặng. Mà đúng lúc này, một luồng huyết quang đột nhiên xuất hiện ở trong sân, theo luồng huyết quang này xuất hiện, sắc mặt của tất cả mọi người giữa sân đại biến một nữ tử đột nhiên bước nhanh vọt tới trước vách ngăn vĩ độ kia nàng phất tay áo vung lên một cây bút lông trực tiếp đánh vào vách ngăn vĩ độ kia suy đầu bút lông trực tiếp đánh vỡ vách ngăn vĩ độ sau một khắc nàng hóa thành một luồng huyết quang vọt vào vách ngăn vĩ độ khép lại tại chỗ giữa sân mọi người phát mộng dễ đi vào như vậy sau một hồi mọi người giữa sân nhìn vách ngăn vĩ độ kia, yên lặng không nói. Diệp Quang tiến vào chân vũ trụ một mình. Hắn có thể còn sống trở về sao? Tại hư chân chiến trường, một nữ tử đứng ở bên trên thông thiên tháp, nàng nhìn trên trời cao phía xa, yên lặng không nói. Chính là Nạp Lan Già. Nạp Lan Già hôm nay, đội mũ phượng vai quàng khăn, dung nhan tuyệt thế. Nạp Lan Già nhìn chầm chầm vùng tinh không kia, Nàng tay phải nắm thật chặt chiếc trâm ngọc Diệp Quang đã từng tặng cho nàng, nói khẽ: "Nếu như ngươi như trở về, đây là áo cưới, nếu như không trở về, đây là tán y, tán y, chung theo người chết." Diệp Quang sau khi tiến vào trấn Thiên Môn, hắn lập tức tiến vào bên trong một phiến đường hầm thời không, mà ở bốn phía, hắn có thể cảm nhận được vô số cổ khí tức cường đại cực kỳ đáng sợ. Hắn biết, những khí tức này là cường giả chân vũ trụ trấn thủ tại chỗ này trong đó thậm chí có khí tức cấp bậc đại đế. Đại đế. Diệp quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đại đế, loại cấp bậc cường giả này, tại vạn giới chư thiên khẳng định là thuộc về tồn tại vô cùng hiếm hoi, nhưng đối với chân vũ trụ mà nói, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng khẳng định không thuộc về đỉnh cao nhất. Dù sao, chân vũ trụ thế nhưng là có không ít cường giả cấp bậc vũ trụ thần linh. Trong âm thầm, những cường giả thần bí kia cũng không có ra tay với hắn đây là thế hệ tuổi trẻ tuyên chiến diệp quang nói trong lòng tháp gia ngươi cảm thấy thế hệ trước chân vũ trụ có ra tay với ta không tháp nhỏ hỏi lại ngươi quan tâm không diệp quang lập tức cười ha hả quan tâm không hắn nếu như quan tâm liền sẽ không tiến vào tháp nhỏ lại nói bằng vào sự hiểu biết của ta đối với bọn hắn thế hệ trước bọn hắn sẽ không ra tay với ngươi trừ phi ngươi làm hư quy của trước ví dụ như thế hệ trước xuất thủ cứu ngươi. Diệp Quang chậm rãi nhắm hai mắt lại, yên tâm, bọn hắn chân vũ trụ tuân thủ quy củ, Diệp Quang ta cũng tuân thủ quy củ. Bọn hắn không sử dụng thế hệ trước, ta cũng tuyệt đối không gọi người, quan huyền vũ trụ, thua được, cũng chết được. Tháp nhỏ yên lặng. Gọi người. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Quang cho tới bây giờ, thật sự chưa từng gọi người. Ngay cả hành đạo kiếm cũng đều là có thể không cần cũng không cần đương nhiên hắn cũng không cổ hủ đối mặt với địch nhân quá mức cường đại nếu như quá mức cổ hủ vậy cũng chỉ có thể là ngu xuẩn tháp nhỏ nói khẽ sau trận chiến này ngươi mang theo hắn đi tu luyện thật tốt đi nó biết nó không giúp được diệp quan cái gì nhất định phải để cho người có năng lực hơn chỉ bảo diệp quan về phần thiên mệnh váy trắng sau khi diệp quan trở nên mạnh hơn nữa lại để cho nàng tới chỉ bảo một ít đối với diệp quan mà nói là có thể hưởng thụ rất lâu thanh âm thần bí nói có thể đối với diệp quang nàng tự nhiên là để ý tháp nhỏ đột nhiên nói ngươi ở trong tháp ta chữa thương lâu như vậy còn chưa có khỏi sao thanh âm thần bí nói sắp rồi tháp nhỏ không nói gì nữa diệp quang đi về phía nơi xa hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại thiên thiên ngao thiên thiên nói ta ở đây diệp quang khẽ cười nói vẫn luôn là ngươi giúp ta mà ta không có giúp được ngươi cái gì ta thật sự có chút ngượng ngùng ngao thiên thiên nói ở giữa ngươi và ta hà tất để ý chuyện này diệp quang cười cười đang muốn nói chuyện đúng lúc này hắn đột nhiên quay người một nữ tử đã vọt tới trước mặt hắn nhìn thấy người tới diệp quang lập tức sửng sốt bác quản nàng là tới thế nào diệp quang có chút mộng bác quản nhìn diệp quang có chút xúc động cơm đâu Cơm của ta đâu? Đã nói 10 nồi cơm. Biểu lộ của Diệp Quang cứng đờ. Ngươi vì 10 nồi cơm, từ quan huyền vũ trụ đuổi tới chân vũ trụ. Vào giờ khắc này, Diệp Quang thật sự có chút tê. Đương nhiên, hắn nghi ngờ hơn chính là, nha đầu này là vào bằng cách nào? Nếu như không có hành đạo kiếm, hắn cũng đều không vào được. Mà bác quản lại có thể chạy vào. Diệp Quang do dự một chút, sau đó hỏi, bác quản, ngươi là vào bằng cách nào? Bác quản nhìn Diệp Quang, chạy vào. Diệp Quang nhíu mày, chạy vào. Bác quản gật đầu. Diệp Quang yên lặng. Hắn biết, bác quản bình thường là sẽ không nói láo, trừ phi ở dưới tình huống rất đói. Bụng bác quản kêu ồng ọc, sau đó nói, trước ăn cơm đã, sau đó lại nói chuyện phím, được không? Diệp Quang giật giựt khóe miệng. Không có cách nào, Diệp Quang chỉ có thể nấu cơm cho bác quản nhìn thấy diệp quang bắt đầu nấu cơm bác quản ở một bên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nước miếng một thoáng liền chảy xuống không bao lâu diệp quang làm ba nồi cơm cho bác quản sau đó lại nấu một nồi thịt trồng cùng với thịt bò mà bác quản cũng không kiên dè cái gì trực tiếp lấy chén lớn sau lưng ra sau đó bắt đầu ăn cơm nhìn bác quản ăn mãnh liệt diệp quang có chút hiếu kỳ nói trong lòng tiền bối sức ăn của nàng vì sao lớn như thế thanh âm thần bí nói thể chất đặc thù. Diệp Quang nhíu mày, thể chất đặc thù. Thanh âm thần bí nói, đúng. Diệp Quang lại hỏi, thể chất gì? Thanh âm thần bí lại không muốn nói thêm gì nữa. Diệp Quang lắc đầu cười một tiếng, thấy đối phương không muốn nhiều lời, hắn cũng không có hỏi lại. Một lát sau, bác quản càng quét sạch sành xanh mấy nồi lớn trước mặt, trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Diệp Quang nhìn bác quản trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó nói, "Bác quản, có muốn không, ngươi về trước đi, chờ ta làm xong sẽ trở lại tìm ngươi." "Không được." Bác quản nhìn về phía Diệp Quang, tuyệt đối không được. Diệp Quang không hiểu, vì sao? Bác quản yên lặng. Thật vất vả mới tìm được một cái phiếu cơm dài hạn, sao có thể cứ như vậy từ bỏ? Thấy bác quản không nói lời nào, Diệp Quang lại nói, "Bác quản, đằng trước rất nguy hiểm." Bác quản nhìn thoáng qua Diệp Quang, ta có thể giúp ngươi đánh nhau. Diệp Quang yên lặng, hắn là thật sự không muốn bác quản cuốn vào vòng xoáy này. Bác quản hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, ngươi có phải hay không cũng chê ta ăn nhiều. Ta về sau mỗi ngày ăn ít đi hai chén, có được hay không? Diệp Quang mặt đen lại, một lát sau, hắn nhìn bác quản, nói khẽ, ta biết ngươi muốn giúp ta, thế nhưng, lần này đi, rất nguy hiểm. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương đuổi theo là vì ăn cơm nha đầu này là ưa thích ăn cơm là tương đối là đơn thuần thế nhưng nàng không phải ngốc nghe được diệp quang bác quản sau khi yên lặng một lát nói khẽ vậy ngươi trở về cùng với ta có được hay không diệp quang lắc đầu tới đều đã tới cứ như vậy trở về nói đùa gì thế bác quản nhìn diệp quang vậy ta đi cùng với ngươi diệp quang rơi vào lưỡng lự sau đó nói bác quản lần này đi có thể sẽ chết bác quản bình tĩnh nói ồ diệp quang im lặng ngươi đây là thái độ gì diệp quang còn muốn nói điều gì thanh âm thần bí đột nhiên nói tiểu gia hỏa ta biết ngươi không muốn nàng cuốn vào vũng nước đục lần này nhưng ta có thể nói cho ngươi nàng tương đối đặc thù không có nguy hiểm gì tương đối đặc thù diệp quang nhìn thoáng qua bác quản hắn do dự một chút sau đó nói vậy chúng ta cùng đi bác quản nhếch miệng cười một tiếng diệp quang cười nói đánh nhau có thể đánh mấy người bác quản chân thành nói nếu như ta ăn no muốn đánh bao nhiêu liền đánh bấy nhiêu diệp quang có chút đau đầu ngươi rốt cuộc phải ăn bao nhiêu mới tính no bụng nhưng vào lúc này nơi xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng diệp quang thu hồi suy nghĩ hắn biết đã đến nơi diệp quang giữ chặt bác quản sau một khắc hai người xuyên qua một mảnh ánh sáng trắng lúc xuất hiện một lần nữa đã ở trên một mảnh nguyên hoang. Trời xanh, mây trắng, bốn phía mênh mông vô bờ. Mà ở ngàn trượng trước mặt Diệp Quang cùng với Bác Quản, nơi đó có mấy vạn cường giả thần linh đứng đó. Toàn bộ là thiên tài cùng với yêu nghiệt cao cấp nhất chân vũ trụ. Ngoài ra, ở phần cuối chân trời nơi xa, phía trên một đám mây, có gần trăm vạn yêu nghiệt thiên tài thần linh đứng nơi đó. Những người này, khí tức yếu kém, thực lực khá thấp. Mà bọn hắn vào giờ phút này Đều đang nhìn hai người Diệp Quang phía dưới Diệp Quang đột nhiên mở lòng bàn tay ra Một kiện quang huyền thần giáp xuất hiện ở trước mặt bác Quảng Nhỏ một giọt máu vào đi Bác Quảng trực lắc đầu, đau Diệp Quang quay đầu nhìn về phía bác Quảng Bác Quảng trừng mắt nhìn, không Diệp Quang nói, 10 nồi cơm Nghe vậy, bác quản lập tức có chút do dự Diệp Quang lại nói, cộng thêm 10 nồi thịt, 10 loại thịt khác biệt bác quản trực tiếp cắn nát ngón tay của mình sau đó nhỏ một giọt tinh huyết vào kiện quan huyền thần giáp kia máu tươi vừa nhỏ lên quan huyền thần giáp quan huyền thần giáp chính là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quan chui vào trong cơ thể bác quản mặt mũi bác quản tràn đầy chấn kinh diệp quan cầm hành đạo kiếm trong tay chậm rãi đi về phía đám thần linh kia bác quản bảo vệ tốt chính mình nói xong hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quan liền xông tới không nói nhảm câu nào đã đi tới nơi này, không phải đối diện chết, chính là mình chết. Một câu, làm liền xong. Nhìn thấy Diệp Quang động thủ, vẻ mặt của những thần linh giữa sân kia lập tức trở nên dữ tợn, một vị thần linh cầm đầu đột nhiên gầm thét, ngăn chặn hắn, chờ bọn người Hạo Huyền đến. Thanh âm rơi xuống, y trực tiếp xông về phía trước. Giữa sân, mấy vạn thần linh cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Giết. Tiếng trống giận dữ rung khắp thiên địa. Diệp Quang xông lên phía trước nhất, hắn chuyển cổ tay một cái, một đạo kiếm Quang chém bay mà qua. Xùy. Trong nháy mắt, hơn 10 vị thiên tài thần linh trực tiếp bị một kiếm của hắn chém giết. Nhưng sau một khắc, càng nhiều thần linh lao thẳng về phía hắn. Mà lúc này, bác quản cũng là theo chân Diệp Quang vọt tới. Phương thức đánh nhau của nàng cũng là vô cùng dữ dội, quyền thế vô cùng bá đạo, mỗi một quyền vung lên đều có thể rung thắp thiên địa, cực kỳ cường đại. Diệp Quang cầm hành đạo kiếm trong tay trực tiếp mạnh mẽ vết ra một con đường máu, những nơi đi qua, thế như chẻ tre, không có bất kỳ một vị thần linh nào có thể cản một kiếm của hắn. Chỗ kiếm qua, tất có đầu người rơi xuống đất. Không đến nửa khắc đồng hồ, giữa sân chính là nhiều hơn mấy chục cổ thi thể. Chết tại chân vũ trụ, vậy coi như là thật sự thân tử đạo tiêu. Bác quản theo sát sau lưng Diệp Quang, nàng cất bước chạy gấp như bông lôi, hai tay trong lúc phun lên, đại địa vỡ nát không gian nổ tung, phàm là người tới gần nàng, không chết cũng bị thương. Không đến một khắc đồng hồ, Diệp Quang cùng với bác quản mạnh mẽ giết vào mấy vạn người kia. Phía sau hai người là một núi thi thể và máu, nếu nhìn kỹ, có hơn một ngàn thi thể. Diệp Quang cùng với bác quản dừng lại, Diệp Quang quay người nhìn về phía đám thần linh nơi xa kia, mà vào giờ khắc này, đám thần linh kia cũng đang nhìn Diệp Quang. Trong mắt một đám thần linh có kiên kỵ, còn có kinh khủng. Sau một trận giao phong, kiếm của Diệp Quang thật sự là quá dọa người, bọn hắn căn bản là không có cách chống cự mũi kiếm của Diệp Quang. Chỗ mũi kiếm đi qua, nhất định có thần linh chết. Mà vào giờ khắc này, quần áo của Diệp Quang đã biến thành đỏ như máu. Đó là bị máu tươi của địch nhân nhuộm đỏ. Diệp Quang hơi hơi quay đầu nhìn về phía Bác Quản, quần áo của Bác Quản cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Quang nhếch miệng cười một tiếng, lại đến. Bác Quản gật đầu, đánh xong liền ăn cơm được chứ diệp quang cười ha ha một tiếng tốt nói xong hắn quay người nhìn về phía đám thần linh kia cười to lại đến thanh âm rơi xuống hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quan vớt ra ngoài suy chỗ kiếm qua thời không yếu ớt như giấy mỏng trực tiếp bị xé mở bác quản theo sát phía sau nhìn thấy diệp quang vọt tới một vị thần linh nam tử cầm đầu đột nhiên gằn giọng nói chẳng phải là chết thôi sao? Sợ cái gì? chết? Thanh âm rơi xuống, y trực tiếp xông ra ngoài. Mà sau lưng y, toàn bộ thần linh không chần chờ chút nào, cùng nhau xông ra ngoài. Quan huyền vũ trụ không có thứ hèn nhát. Chân vũ trụ, cũng không có. Hơn hai vạn người giống như phát điên phóng về phía kiếm quan nơi xa, mà sau một khắc, những người xông lên phía trước nhất một người nối một người ngã xuống, thanh kiếm kia, vẫn như cũ thế như trẻ tre, những nơi đi qua, có thể nói là như kiếm vào gỗ mục. Nhưng mà, những thần linh phía sau kia lại không có một người lùi bước, một người tiếp một người tiến lên. Rất nhiều thần linh càng là trực tiếp bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Trong nháy mắt, giữa thiên địa vang lên từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Phía trên đám mây, toàn bộ thần linh gắt gao nhìn chầm chầm chiến trường phía dưới kia, nhìn một thần linh nối tiếp một thần linh ngã xuống, trái tim của một đám thần linh phía trên đám mây đều đang chảy máu. Vào giờ khắc này, bọn hắn chỉ hận chính mình không có năng lực, thực lực không đủ, không thể lên chiến trường. Ở phía dưới, Diệp Quang lại một lần nữa giết vào trong một đám thần linh. Mà ở sau lưng hắn cùng với bác quản, lại là một núi thi thể, máu tươi chậm rãi hội tụ thành sông. Diệp Quang nhìn tay phải của mình, tay của hắn đang rung, mà tại khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Những thần linh này một người tiếp một người đốt hồn tự bạo, sinh ra lực lượng cực kỳ dọa người hắn căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản bởi vậy tự thân cũng là bị thương diệp quang hỏi trong lòng thiên thiên còn tốt chứ ngao thiên thiên sau khi yên lặng một lát nói còn tốt diệp quang nhíu mày đừng có gạt ta ngao thiên thiên cười nói thật sự còn tốt diệp quang hít vào một hơi thật sâu hắn nhìn về phía những thần linh nơi xa kia vào giờ phút này giữa sân chỉ còn chừng hai vạn thần linh mà có một số thần linh còn đang thiêu đốt thân thể còn có linh hồn ở trong mắt những thần linh này vào giờ phút này đã không có bất kỳ e ngại cùng với kiên kỵ gì có chỉ có sát ý vào lúc ngay cả chết còn không sợ ngươi có mạnh hơn nữa ta cũng sẽ không sợ hãi bởi vì kết quả xấu nhất đơn giản chỉ là chết một lần mà thôi mà trước đó vị thần linh cầm đầu kia đã chết trận không có người ra lệnh lúc này một vị thần linh nam tử áo đen chậm rãi đi ra y nhìn diệp quang cùng với bác quản phía xa lộ ra vẻ mặt dữ tận cười nói nguyện ta kiếp sau còn làm thần linh chân vũ trụ thanh âm rơi xuống thân thể cùng với linh hồn của y đột nhiên bốc cháy lên khí tức điên cùng tăng vọt thần linh nam tử áo đen đột nhiên cười to dép thanh âm vừa dứt y đột nhiên hóa thành một đạo ánh lửa liền xông ra ngoài mà sau lưng y toàn bộ thần linh cũng cùng nhau lao ra gần hai vạn cổ khí tức mạnh mẽ tựa như một dòng lũ lớn bao phủ mà qua từ giữa sân, tuy chỉ có không đến hai vạn thần linh, nhưng vào giờ phút này, lại giống như có trăm vạn quân mã cùng nhau vọt tới, uy thế mạnh mẽ trực tiếp chấn cho thời không bên trong mấy vạn trượng vỡ nát từng khúc. Một trận chiến hung hãn không sợ chết. Nhìn hai vạn người kia vọt tới, Diệp Quang hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn, giết. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên dẫm chân phải vào mặt đất. Xuy. dưới chân ánh chớp lóe lên mà lúc này thân hình diệp quang đã giết ra ngoài bác quản theo sát phía sau trong chớp mắt một số thần linh xông lên phía trước nhất kia cùng nhau ngã xuống vô số máu tươi bắn tung tóe tại chỗ mà diệp quang lại một lần nữa mạnh mẽ xé đội hình hai vạn người ra một đường vết rách khi hắn dừng lại sau lưng hắn chỉ còn khoảng chừng một vạn năm ngàn thần linh nắm tay phải của diệp quang rung động kịch liệt giết đau tay. Bởi vì những thần linh này, đều không phải thần linh bình thường, đều là thiên kiêu chân vũ trụ, hơn nữa, từng người đều là đốt hồn đốt thân thể. Diệp Quang lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía bác quản một bên, khóe miệng của bác quản cũng là có một vệt máu tươi. Diệp Quang nói khẽ, đau không? Bác quản liền vội vàng gật đầu, đau. Diệp Quang nhìn bác quản, trong lòng nói khẽ, tháp gia, dù như thế nào, không nên để cho nha đầu này chiến tử ở đây với ta. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía đám thần linh kia, mà vào giờ khắc này, đám thần linh kia cũng đang nhìn hắn. Mà lúc trước, vị thần linh áo đen kia cũng đã chết trận. Lúc này, một vị thần linh thiếu niên mặt mũi tràn đầy non nớt đi ra, y máu me be bét khắp người, y nhìn Diệp Quang, giết. Đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, trong không trung, từng cổ khí tức kinh khủng cuốn tới, cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ chân trời, chư vị huynh đệ lui ra sau, hạo huyền ta tới đánh. Hạo huyền, hạng nhất chân võ, mà theo cổ khí tức kia vọt tới, toàn bộ thần linh giữa sân sôi trào. Đây là khí tức thần đế. Đúng lúc này, một phiến thời không diệt quan sau lưng kia đột nhiên sôi trào lên, tiếp theo, một thanh âm băng lãnh đột nhiên truyền đến, ngươi tiếp tục giết, mạnh nhất, để ta đánh. Quanh. Trong nháy mắt, một phiến thời không kia trực tiếp đỏ như máu nghe được câu này diệp quang lập tức sửng sốt trong lòng nghi hoặc đây là ai diệp quang ngẩng đầu nhìn về phía chân trời có một nữ tử bay tới nữ tử mặc một bộ váy đỏ toàn thân như máu thoạt nhìn không giống người tốt nhìn thấy người tới diệp quang cao mày trong lòng càng nghi hoặc bởi vì hắn không biết đối phương không phải là người quan huyền vũ trụ đây là ai dường như nghĩ đến cái gì Diệp Quang lập tức trợn hai mắt lên, bên trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Huyết mạch Hắn mặc dù không biết người tới, nhưng huyết mạch này thế nhưng là quá quen thuộc. Đây không phải phong ma huyết mạch sao? Tỷ tỷ Diệp Quang thoáng cái liền nghĩ ra thân phận của nữ tử trước mắt, đây tuyệt đối là vị tỷ tỷ chính mình chưa từng gặp mặt kia. Vị tỷ tỷ này thoạt nhìn có chút mãnh liệt. Diệp Quang bên trong ngoài ý muốn lại mang theo kinh hỉ, hắn không nghĩ tới, vì tỷ tỷ chưa từng gặp mặt này vậy mà xuất hiện loại tỷ tỷ dạng này cha già hẳn là nên sinh thêm mấy người ở chân trời nữ tử chậm rãi đi đến bên cạnh diệp quang một cổ sát ý cùng với lệ khí ngút trời lập tức đập vào mặt cảm thụ được lệ khí cùng với sát ý tốt thẳng vào mặt diệp quang không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào tương phản chỉ cảm thấy rất thân thiết cảm giác huyết mạch tương liên nữ tử đi đến trước mặt diệp quang nàng nhìn thẳng diệp quang biết ta là ai không? Diệp Quang gật đầu, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nghe được Diệp Quang, biểu lộ băng lãnh trên mặt nữ tử phát sinh biến hóa vi diệu, khẽ gật đầu, ta đánh kẻ mạnh nhất kia. Nói xong, nàng đi về phía cách đó không xa. Mà ở phía đó có một vị nam tử cầm đầu, nam tử thân thể thẳng tắp, quần áo lụa, đầu đội mão, khôi ngô tuấn tú, tướng mạo thanh kỳ, bước đi chậm rãi, ung dung không vội, trên người phát tán một tia khí tức, mà một tia khí tức như vậy, lại là chấn cho thiên địa rung động. Hạng nhất chân võ bản. Hạo Huyền. Thần đế 18 tuổi. Tại chân vũ trụ, đó chính là một cái truyền thuyết vô địch. Chân vũ trụ mấy ngàn năm qua, thần đế trẻ tuổi nhất, cũng là tồn tại kinh khủng đánh tới hạng nhất nhanh nhất chân vũ trụ mấy ngàn năm qua. Từ lúc đánh bản, vẻn vẹn chỉ dùng một ngày, liền đánh xuyên qua toàn bộ chân võ bản. Đương nhiên, kinh khủng nhất là y vào lúc còn là nhân tiên cảnh, liền từng chiến thắng cường giả thần đế cảnh. Nhân tiên cảnh chiến thắng thần đế cảnh. Đây là khủng bố bực nào? Mà bây giờ, y đã là thần đế cảnh. Mà sau lưng hạo huyền, còn có 12 người đi theo, 10 nam hai nữ. 12 người tuổi tác đều rất trẻ trung, lớn nhất cũng mới 19, nhưng mà, 12 người đều là tuế nguyệt tiên cảnh. Tuế nguyệt tiên 19 tuổi. Hơn nữa, trên thân 12 người tản ra một cổ khí thế cực kỳ bén nhọn, trong mắt có sát ý. 12 vị thần linh này, hẳn là đã trải qua chiến trường. Diệp quan không biết 12 vị thần linh này, thế nhưng, những thần linh cách đó không xa kia lại là nhận biết, vào lúc nhìn thấy 12 vị thần linh này, vẻ mặt của một đám thần linh đều là trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có, còn có kính ý. Quân cận vệ 12 vị thần linh này, đến từ quân cận vệ một trong ba đại quân đội cường đại nhất chân vũ trụ. Thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ, tự nhiên không phải giới hạn ở chân võ bản. Liền như là quan huyền vũ trụ, trong nội bộ chân vũ trụ cũng có đủ loại thế lực tông môn rắc rối phức tạp, mà bọn hắn cũng đều sẽ bồi dưỡng nhân tài thuộc về chính mình. Ngoài ra, ba đại quân đội chân vũ trụ cũng sẽ bồi dưỡng nhân tài thuộc về chính mình, hơn nữa, bọn hắn thích nhất là đi dân gian vơ vét thiên tài có tâm tính cùng với thiên phú tốt, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Loại thiên tài này, chỉ thuần phục quân đội cùng với chân thần, bọn hắn sẽ không tới đánh bản, cũng không quan tâm hư danh, chức trách cùng với sứ mệnh của quân cận vệ bọn hắn là bảo vệ chân vũ trụ. Năm đó nhân gian kiếm chủ dẫn người giết người chân vũ trụ, trong đó liều thảm nhất, chính là quân cận vệ. Trận chiến kia, quân cận vệ bị chém giết gần 8 phần 10. Suýt nữa bị nhân gian kiếm chủ giết tuyệt. Nhưng mà, hết thảy thành viên quân cận vệ không lui nửa bước, toàn bộ tử chiến ở trước chân thần điện, cho dù là nhân gian kiếm chủ giết tới phong ma huyết mạch biến dị, cũng không có một vị quân cận vệ nào lùi nửa bước. Tại chân vũ trụ, nhất đến quân cận vệ, phàm là thần linh, trong lòng đều sẽ nổi lên một tia kính ý. Diệp Quang nhìn đám người hạo huyền kia, lộ ra thần sắc bình tĩnh. Hắn biết, cường giả chân chính đã tới. Hạo huyền chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử áo đỏ, Y nhìn thoáng qua Diệp Quang, sau đó nhìn về phía nữ tử áo đỏ, mời. Thanh âm rơi xuống, tay phải Y đột nhiên nắm chặt. Quanh. Trong chớp mắt, phiến thời không chỗ Y cùng với nữ tử áo đỏ vỡ nát ầm ầm, trong nháy mắt, hai người trực tiếp tiến vào bên trong một mảnh không gian hư vô. Bên trong không gian hư vô, nữ tử áo đỏ nhìn Hạo Huyền trước mặt, thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, đột nhiên, nàng phất tay áo vung lên, một chiếc bút lông trảm ra không nói nhảm câu nào. Đã tới đây, ngươi không chết, chính là ta vong. Cần gì phải nói nhảm? suy Theo chiếc bút lông này xuất hiện, hư không giữa sân vỡ nát tầng tầng, vỡ ngoài sáng chính là thời không, mà vỡ trong tối chính là vô số lực lượng vận mệnh, lực lượng đại đạo, còn có lực lượng chân vĩ độ. Một chiếc bút lông, có thể trảm một giới. Nhìn thấy chiếc bút lông này chém tới, hạo huyền hiếp hai mắt lại, bên trong con ngươi không có bất kỳ khinh thị gì, đối phương có thể đi đến nơi đây, y đương nhiên sẽ không khinh thị. Hơn nữa, hai người này còn đến từ quan huyền vũ trụ. Hạo huyền đột nhiên nắm chặt tay phải, trong nháy mắt, một cổ quyền ý kinh khủng trực tiếp tràn ngập ở bên trong toàn bộ hư không chiến trường, quyền ý vừa xuất hiện, toàn bộ hư không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu hòa tan. Vẹn vẹn một cổ quyền ý, liền có thể tán diệt một phiến hư không? hạo huyền hướng về phía trước bước ra một bước đấm ra một quyền bành trong chớp mắt thời không bên trong phương viên mấy vạn trượng trực tiếp đập tan hai người tiến vào thời không ám giới mà bút lông của nữ tử áo đỏ thì mạnh mẽ bị một quyền này bức đứng ở tại chỗ mà lúc này nữ tử áo đỏ đột nhiên tan biến ở tại chỗ suy một cổ huyết mạch chợt lóe lên từ giữa sân trực tiếp va về phía hạo huyền ầm hạo huyền liên tục lùi lại trăm trượng thời không ám giới trực tiếp vỡ nát hai người tiến vào thời không không giới liên tục phá hai loại thời không bên trong thời không không giới hạo huyền nhìn thoáng qua tay phải của mình tay phải y đã nứt ra mà hạo huyền lại cười từ sau khi trở thành hạng nhất chân võ bản trong thế hệ tuổi trẻ y liền đã không có đối thủ mà bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện một vị có thể đánh hạo huyền cười to một tiếng lại đến Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước này, thời không không giới giữa sân trực tiếp sôi trào lên. Quyền ý tràn ngập toàn bộ thời không không giới. Đúng lúc này, trong mắt nữ tử áo đỏ lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo, nàng đột nhiên biến mất ở tại chỗ một lần nữa. ầm ầm, Chỗ huyết mang đi qua, toàn bộ thời không không giới trực tiếp bắt đầu bị xé rách từng khúc. Đại chiến bắt đầu. Ở phía dưới, diệp quang thu hồi ánh mắt hắn sau khi yên lặng một lát nói khẽ nhà chúng ta ta giống như là yếu nhất tháp nhỏ không thể không nói diệp quang vào giờ phút này vẫn là vô cùng khiếp sợ bởi vì hắn phát hiện ra thực lực của vị tỷ tỷ này không phải mãnh liệt bình thường thần đế bình thường ở trước mặt nàng chỉ sợ là căn bản không đáng chú ý mà vị tỷ tỷ này thoạt nhìn tối đa cũng chỉ lớn hơn hắn khoảng một tuổi quá yêu nghiệt diệp quang thở dài trong lòng trước đó hắn cảm giác mình có thể tăng lên quá nhanh hay không hiện tại xem ra chính mình vẫn là tăng lên chậm nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi cảm thấy mình yêu nghiệt còn có người càng yêu nghiệt hơn diệp quang thu hồi suy nghĩ mà lúc này sau lưng hắn gần hai vạn vị thần linh kia liền muốn xuất thủ chẳng qua đúng lúc này bên trong mười hai vị thần linh nơi xa thần linh nam tử cầm đầu đột nhiên nói bọn ngươi lui ra lui ra. Nghe được thần linh nam tử, hai vạn vị thần linh kia do dự một chút, sau đó lui sang một bên. Diệp quan nhìn về phía thần linh nam tử cầm đầu kia, thần linh nam tử vào giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn. Diệp quan đang muốn xuất thủ, bên trong 12 vị thần linh kia, một nữ tử thần linh đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ, trong chớp mắt, thời không bên trong ngàn trượng bốn phía đột nhiên nứt ra, gần 100 sợi xích sắc thần bí màu đỏ như máu bay ra, vọt thẳng về phía Diệp Quang, liền muốn trói chặt hắn. Diệp Quang không nói nhảm câu nào, thân hình rung lên, bay thẳng về phía trước, chém ra một kiếm, một kiếm này chém ra, một sợi xích sắt dẫn đầu trực tiếp bị chém vỡ, nhưng trong nháy mắt sợi xích sắt kia vỡ, một đạo u quang lại là thuận thế bám vào trên hành đạo kiếm trong tay hắn. Diệp Quang nhíu mày, cầm kiếm liền muốn vung lên, nhưng mà sau một khắc, hắn lại kinh hãi phát hiện ra, hành đạo kiếm đã không ở trong mảnh thời không này người cùng với kiếm đã bị tách rời thời không lúc này một đạo tàn ảnh đã xông đến trước mặt hắn diệp quang đột nhiên chấn động mạnh hai tay một cái hám thiên bành trong nháy mắt đạo tàn ảnh kia trực tiếp bị đánh bay nhưng sau một khắc lại là một vị thiếu niên quân cận vệ vọt tới trước người hắn đấm một quyền về phía đầu hắn mà bác quản vào giờ phút này cũng đã bị năm vị quân cận vệ bao vây đối mặt với một quyền này đánh đến Diệp Quang không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước, đấm ra một quyền. Liệt thế thống kình. Ầm. Uhm. Một quyền này ra, vị thiếu niên quân cận vệ kia trực tiếp bị đánh bay, mà Diệp Quang cũng bị lực lượng cường đại của đối phương chấn cho liên tục lùi lại. Ở trong quá trình lùi lại, trước mặt Diệp Quang, thời không đột nhiên nứt ra, một thanh trường thương phá không mà tới, một thương này, không có bất kỳ loè loẹt gì, chỉ là một thương đơn thuần nhưng lại ẩn chứa thương thế cùng với sát phạt chi thế cực kỳ cường đại. Một thương này đánh tới, không gian bên trong phương viên ngàn trượng Diệp Quang trực tiếp nứt ra. Diệp Quang hiếp hai mắt lại, tay phải đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên chính là nhếch lên. Trích tinh. Quanh. Một bàn tay to lớn ngàn trượng đột nhiên phá không mà ra, trực tiếp ép thanh trường thương này xuống, cùng lúc đó, lực lượng cường đại đánh bay một vị thiếu niên quân cận vệ đến mấy trăm trượng có hơn mà lúc này Diệp Quang đột nhiên xông về phía trước, đấm ra một quyền liệt thế thốn kình. ầm, uhm. một vị thiếu niên quân cận vệ trong đó bị đánh bay một lần nữa. Cùng lúc đó Diệp Quang điểm một chỉ, một thanh kiếm khí phá không mà đi, trực tiếp chém bay một vị thiếu niên quân cận vệ phóng tới hắn. Sau khi chém bay một vị thiếu niên quân cận vệ kia, Diệp Quang khẽ động tâm niệm, mong muốn triệu hồi hành đạo kiếm, nhưng hắn lại phát hiện ra hắn vào giờ phút này căn bản không cảm ứng được hành đạo kiếm. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp quan cao mày, hắn quay đầu nhìn về phía hành đạo kiếm, vào giờ phút này, hành đạo kiếm ở bên trong một mảnh thời không không biết, hơn nữa, vị nữ tử quân cận vệ kia cũng đang ở trong phiến thời không kia, nàng đang thi pháp không ngừng trói buộc hành đạo kiếm. Nàng đang ngăn cách liên hệ thần thức giữa hành đạo kiếm cùng với Diệp Quang. Cảm thụ được một màn này, Diệp Quang cau chặt mày đối phương vậy mà chuyển hành đạo kiếm đến một thế giới khác đồng thời cưỡng ép các đức liên hệ cùng với hắn không ổn rồi diệp quang nhìn nhóm thần linh quân cận vệ cách đó không xa ta thành thật nói cho các ngươi biết các ngươi tốt nhất nên đưa nó về cho ta bằng không tự gánh lấy hậu quả thần linh nam tử cầm đầu nhìn chầm chầm diệp quang phải không diệp quang nhìn thoáng qua thần linh nam tử kia sau đó nhìn về phía hành đạo kiếm nó sắp tự mình chơi thanh âm vừa dứt anh. đột nhiên hành đạo kiếm rung lên kịch liệt một đạo kiếm mang phóng lên tận trời trong nháy mắt vị thần linh nữ tử quân cận vệ kia trực tiếp bị xóa đi cùng nhau bị xóa đi còn có một mảnh khu vực thời không không biết kia là trực tiếp bị xóa đi đám thần linh quân cận vệ kia sững sờ ở tại chỗ diệp quang yên lặng là chính mình không xứng dùng nó mẹ nó chính nó chơi so với chính mình mang theo nó chơi còn lợi hại hơn rất nhiều. Vào lúc hành đạo kiếm tán diệt một phiến thời không, 11 vị thiếu niên quân cận vệ kia lập tức sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, còn có một chút sợ hãi. Cái quái gì thế? Vào giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn bối rối. Không có chủ nhân, thanh kiếm này ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Một phiến thời không cũng đều bị xóa mất rồi. 11 người mặt mũi tràn đầy rung động trong lúc nhất thời không biết làm sao. Không chỉ bọn hắn phát mộng, Diệp Quang vào giờ phút này cũng triệt để bối rối. Bởi vì hành đạo kiếm chạy. Nó chạy. Sau khi tán diệt một phiến thời không kia, nó vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy. Diệp Quang giật giật cổ họng, sau đó rung giọng nói, tháp gia, nó đi làm gì rồi? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, không biết. Diệp Quang vội vàng nói, ngươi gọi nó trở về đi tháp nhỏ nói gọi không được vẻ mặt của diệp quang lập tức liền đen lại hắn muốn gọi thế nhưng hành đạo kiếm kia vào sau khi bị thần linh nữ tử kia kéo vào thời không đặc thù hắn liền đã không thể liên hệ với nó quá xa lần này diệp quang có chút lúng túng lúc này thanh âm thần bí kia đột nhiên nói nó có khả năng không phải chạy mà là lạc đường diệp quang nhíu mày lạc đường Thanh âm thần bí nói, mảnh thời không vừa rồi là một mảnh vị diện thời không đặc thù. Loại vị diện thời không này cực kỳ phức tạp, bởi vậy nó có khả năng trong lúc nhất thời không hiểu rõ được làm sao trở về. Diệp Quang mặt đen lại nghi ngờ nói, tiền bối, vấn đề là nó mạnh như thế, tại sao lại bị mang đi? Thanh âm thần bí nói, bởi vì linh của nó cũng không phải là một mực tỉnh táo, phần lớn thời điểm linh của nó là đang lười biếng, là ở trong trạng thái tu dưỡng đi ngủ cho nên mới bị nữ tử kia đạt được mục đích cưỡng ép đưa vào vị diện thời không nói xong nàng dừng một chút lại nói ta tự nhiên là có thể đánh vỡ vị diện thời không tìm nó trở về nhưng làm như thế tương đương với phá hư quy cũ diệp quang yên lặng hắn cảm thấy trong chuyện này có âm mưu hành đạo kiếm lạc đường lừa gạt quỷ à tiền bối này cùng với tháp gia còn có hành đạo kiếm là muốn mạnh mẽ giảm bớt thực lực của ta Diệp Quang lắc đầu cười một tiếng, cũng không quan trọng, không có hành đạo kiếm, chính mình cũng vẫn có thể đánh. Diệp Quang mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm ý. Diệp Quang cầm kiếm ý trong tay chậm rãi hướng đi về nhóm thiếu niên quân cận vệ nơi xa kia. Một cổ kiếm thế bộc phát mà ra từ trong cơ thể hắn, thời không bốn phía sôi trào lên trong nháy mắt. Bên trong tháp nhỏ, tháp nhỏ đột nhiên nói, cái tên này sẽ tin chứ? thanh âm thần bí nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tháp nhỏ trầm giọng nói, đầu của tên tiểu tử này quá tốt, ta cảm thấy, hắn sẽ không tin. Thanh âm thần bí nói khẽ, cái tên này, mặt ngoài ôn hòa, trong xương cốt lại kiêu ngạo không thôi, ai? Trong thanh âm, lộ ra một vệt lo lắng. Lúc này, Diệp Quang đã giết ra ngoài, không có hành đạo kiếm, hắn vẫn không hề e ngại. Tâm tình của hắn luôn rất tốt, có, đương nhiên tốt, không có, như vậy cũng không sao cả. Coi như không có hành đạo kiếm, kiếm thế của Diệp Quang ngược lại là trở nên càng thêm cường đại. Nhìn thấy Diệp Quang đánh tới, 11 vị thiếu niên quân cận vệ kia cũng không nói nhảm câu nào, một lần nữa giết ra ngoài. Mà trong đó có 5 người thì xông về phía bác quản. Thực lực của vị bác quản này cũng cực kỳ nghịch thiên, bốn người vừa rồi, đều suýt nữa bị nàng cuột ngã, bởi vậy, mới tăng thêm một người. Diệp Quang độc chiến 6 người. Sáu vị thiếu niên quân cận vệ kia cùng nhau lao ra, sáu cổ lực lượng đáng sợ ép về phía Diệp Quang, trong lúc nhất thời, chấn cho thời không bốn phía trực tiếp vỡ nát tầng tầng. Lần này, không có hành đạo kiếm, kiếm của Diệp Quang không có loại phong mang như lúc trước kia, thế nhưng, thế của hắn lại mạnh hơn. Thế một người chiến thế sáu người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ầm. Uhm. Đúng lúc này, Diệp Quang đột nhiên lùi lại ngàn trượng, mà vừa dừng lại một cái mảnh thời không phía sau hắn kia trực tiếp nổ tung ra. Trên khóe miệng Diệp Quang, cũng có một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Diệp Quang liếm liếm máu tươi trên khóe miệng, hắn nhìn về phía kiếm ý trong tay, lúc có hành đạo kiếm, uy phong của một kiếm, thần đế cũng phải quỳ xuống, không có hành đạo kiếm, mũi kiếm của hắn cũng không còn cách nào làm được miễu sát. Nhưng, đây mới là thực lực chân chính của chính mình. Trên mặt Diệp Quang nổi lên một vệt nụ cười, nhận rõ chính mình, rất tốt không nói nhảm câu nào, diệp quang đột nhiên tan biến ở tại chỗ. suy một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. nơi xa, sáu vị thiếu niên quân cận vệ kia cũng là cùng nhau tan biến ở tại chỗ. mặc dù chỉ có sáu người, nhưng vào giờ phút này, sáu người cùng nhau lao ra, lại hình như có bi thế thiên quân vạn mã, chấn cho thời không trực tiếp sôi trào lên. tái chiếm Oanh. một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân trong nháy mắt, Diệp Quang liên tục lùi lại một lần nữa. Lần lui này chính là ngàn trường, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà ra, đâm thẳng vào giữa trán hắn. Thương thế kinh khủng trực tiếp đánh cho phiến thời không khu vực chỗ hắn rách tả tơi thành hình mạng nhện. Diệp Quang đột nhiên đâm ra một kiếm, năm mươi kiếm, lần thứ nhất sử dụng giới hạn. ở trong nháy mắt Diệp Quang xuất kiếm, vẻ mặt của thiếu niên quân cận vệ trước mặt hắn đột biến trong nháy mắt mong muốn thu thương, nhưng mà đã không kịp. Ầm. Trường Thương vỡ tan ầm ầm, cả người thiếu niên cầm thương trong nháy mắt lùi lại ra ngàn trượng bên ngoài, vừa dừng lại một cái, thân thể y trực tiếp nổ tung, chỉ còn linh hồn, mà linh hồn cũng là ở trong khoảnh khắc hóa thành từng điểm sáng tiêu tán bốn phía. 50 kiếm giới hạn. Một kiếm tán diệt một vị tuế nguyệt tiên. Nhìn thấy một màn này, Vẻ mặt của năm vị thiếu niên quân cận vệ còn lại giữa sân kia trở nên dữ tợn trong nháy mắt, thiếu niên cầm đầu gầm thét, báo thù cho lão thất. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên quay người, sau đó tung người nhảy lên, đâm một thương về phía Diệp Quang cách đó không xa. Mỗi thương vạn trường, có thể đánh vỡ thiên địa. Diệp Quang nhìn một thương kia đâm tới, khóe miệng của hắn, máu tươi chậm rãi tràn ra, mà trong tay phải hắn, thanh kiếm ý vừa nãy đã vỡ nát lực lượng của một kiếm kia quá mạnh, không chỉ vị thiếu niên quân cận vệ kia không chịu nổi, kiếm ý của chính hắn cũng đều không chịu nổi. Mà nếu không phải có thân thể của Ngao Thiên Thiên gia trì, thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Trong tay Diệp Quang, lại ngưng tụ một thanh kiếm ý, đột nhiên, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, đâm ra một kiếm, một vệt kiếm quang hiển hiện. Ầm. Một kiếm này đâm ra, hai người trong nháy mắt đồng thời nhanh chóng lùi lại, vị thiếu niên cầm thương kia ở trong quá trình lui lại, thân thể y bắt đầu nổ tung từng khúc, máu tươi bắn tung tóe, cực kỳ dọa người. Mà Diệp Quang trong lúc lùi lại, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, toàn thân hắn, bao trùm một tầng ánh vàng thật mỏng. Long thần thủ hộ Ngao Thiên Thiên đang bảo vệ thân thể hắn, không đúng, phải nói là Ngao Thiên Thiên đang thay chịu đựng thương tổn. Đúng lúc này, lại là một thanh trường thương giết tới trước mặt Diệp Quang trong đôi mắt diệp quang một vệt thần sắc dữ tợn hiển hiện hắn nhẹ nhàng giẫm chân trái một cái cả người cưỡng ép dừng lại sau đó một lần nữa đâm ra một kiếm năm mươi kiếm ầm thời không ngàn trượng vỡ nát ầm ầm diệp quang cùng với vị thiếu niên kia đồng thời nhanh chóng lùi lại nhưng vào lúc này lại là ba đạo tàn ảnh đột nhiên giết tới trước mặt diệp quang một kích vận hết toàn lực của ba vị cường giả tuế nguyệt tiên trên mặt diệp quang nở một nụ cười tàn nhẫn hắn không lùi mà tiến tới xông về phía trước đâm ra một kiếm cứng đối cứng ba vị thiếu niên tuế nguyệt tiên đến từ quân cận vệ đấu pháp cũng rất đơn giản chính là đâm thế nhưng mỗi một thương đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ mà diệp quang hiện tại đấu pháp cũng rất đơn giản cũng là đâm kiếm mà kiếm của hắn tốc độ rất nhanh lực lượng vô cùng mạnh ở loại thời điểm này cho dù có kiếm kỹ mạnh mẽ cũng không có thời gian để thi triển. Một kiếm này, 51 kiếm là cực hạn hắn có thể thừa nhận được trước mắt. Cũng là một kiếm mạnh nhất sau khi hắn nhập phàm. Có vô địch kiếm ý, có vô địch kiếm hồn. Ba loại lực lượng hội tụ cùng một chỗ, một kiếm dùng hết toàn lực. Ầm. Uhm. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang vỡ nát, Diệp Quang cùng với ba vị thiếu niên Tuế Nguyệt Tiên kia đồng thời nhanh chóng lùi lại không đúng lần này hai bên là trực tiếp bay ngược ra ngoài ba vị thiếu niên tuế nguyệt tiên vừa dừng lại một cái thân thể trực tiếp nứt ra tầng tầng máu tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài từ trong cơ thể dù chưa triệt để vỡ nát nhưng cũng đã không thể lại phục hồi mà lúc này diệp quan phía xa sau khi lui hơn một ngàn trượng rốt cục cũng ngừng lại vừa tiếp đất đại địa dưới chân hắn trực tiếp nổ tung không chỉ như thế một phiến thời không phía sau hắn kia cũng là trực tiếp nổ tung ra lực lượng của cường giả tuế nguyệt tiên, đó là có thể hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, mấy vị thiếu niên trước mắt này, còn không phải cường giả tuế nguyệt tiên bình thường, những cường giả tuế nguyệt tiên này, đều là không có bất kỳ thiếu sót gì, mặc kệ là tâm tính, chiến lực, lực ý chí, vậy cũng đều là cấp cao nhất, thả ra bên ngoài, tuyệt đối là tồn tại vô địch cùng giai. Cục cao cấp chân chính Ở nơi xa, Diệp Quang đang nghe truyện trên TV audio CV dùng tay phải cầm kiếm chống đất, Khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, mặt đất trong khoảnh khắc liền đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Thân thể tình huống của hắn cũng rất không tốt, toàn thân khắp nơi đều là vết rạn. Mà đây là ở dưới tình huống có Ngao Thiên Thiên chống chịu thay hắn. Nếu như không có Ngao Thiên Thiên chống chịu, thân thể của hắn hiện tại căn bản không chịu nổi loại lực lượng kinh khủng này. Diệp Quang đột nhiên lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói khẽ, Thiên Thiên. Một lúc sau, Ngao Thiên Thiên nói, ta ở đây diệp quang nhếch miệng cười một tiếng lần này chúng ta có khả năng phải chết ở chỗ này ngao thiên thiên nói không sợ không sợ ha ha diệp quang lập tức cười ha hả hắn ngồi dậy tay phải cầm kiếm ý chậm rãi đi về phía năm vị thần linh thiếu niên kia nhìn thấy diệp quang đi tới ở cách đó không xa năm vị thần linh thiếu niên kia liếc mắt nhìn nhau lúc này thiếu niên cầm đầu đột nhiên cười to nói thân là quân nhân có ai mà không da ngựa bọc thây các huynh đệ nếu có kiếp sau chúng ta tiếp tục làm huynh đệ oanh trong nháy mắt thân thể cùng với linh hồn y trực tiếp bốc cháy lên mà cơ hồ là cùng một thời khắc bốn người còn lại cũng là đồng thời bùng cháy thân thể cùng với linh hồn bọn hắn biết vị kiếm tu trước mắt này vẫn còn dư lực nếu như không vận hết toàn lực bọn hắn không ngăn cản được vị kiếm tu này sau lưng chính là chân vũ trụ bọn hắn không thể lui đúng hay sai Vũ trụ này, từ đâu tới nhiều đúng sai như vậy? Có, chỉ là cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mà xem như quân cận vệ chân vũ trụ, bọn hắn chỉ biết một sự kiện, đó chính là hiệu trung chân thần, bảo vệ chân vũ trụ đến chết. Năm người đồng thời bùng cháy thân thể cùng với linh hồn, tại thời khắc này, khí tức của năm người đạt đến một cái độ cao trước đó chưa từng có. Mà lúc này, thân thể của Diệp Quang cũng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, rất nhanh, một đạo kiếm quang bùng cháy hiện. Một kiếm này, thấy chết không sờn. Mà năm vị thiếu niên quân cận vệ kia cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Năm ánh lửa bao phủ mà qua từ giữa sân. Oanh! Đột nhiên, thời không bên trong mấy ngàn trượng bốn phía vỡ nát ầm ầm, sáu ánh lửa nổ tung ra, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Bay ra ngoài chính là Diệp Quang, Diệp Quang bay trọn vẹn hơn một ngàn trượng mới dừng lại, mà vừa dừng lại một cái, Ngao Thiên Thiên chính là chậm rãi lăn ra từ trong cơ thể hắn. Diệp Quang đã là linh hồn thể đột nhiên kéo lại tay Ngao Thiên Thiên, hắn nhìn về phía Ngao Thiên Thiên bên cạnh, vào giờ phút này, thân thể Ngao Thiên Thiên đã biến mất từ lâu, chỉ còn một sợi linh hồn, hơn nữa, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Ngao Thiên Thiên dùng tay trái nắm tay phải của Diệp Quang, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quang gần trong gan tất, nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm nhỏ như mũi vo ve, thật có lỗi, không thể bồi tiếp ngươi tiếp tục đi tới đích. Diệp Quang nắm thật chặt tay Ngao Thiên Thiên, Ngao Thiên Thiên nhìn chầm chầm Diệp Quang, hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi đã từng thích ta chưa? Nói xong, nàng dừng một chút, mỉm cười, có thể không cần trả lời. Linh hồn của nàng càng ngày càng hư ảo, chỉ còn một sợi khói xanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán. Nàng đang kiên trì, chờ câu trả lời cuối cùng. Thích không? Ngao Thiên Thiên không phải là một nữ tử nhăn nhăn nhó nhó, nàng ưa thích Diệp Quang, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, bởi vì nàng chưa từng che giấu. Nàng cũng cảm thấy không cần thiết phải che giấu. Ta thích ngươi, cho nên, ta có thể làm bất cứ chuyện gì vì ngươi. Bao gồm cả chết. Nhìn Ngao Thiên Thiên sắp tiêu hương ngọc trước mắt, Diệp Quang đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hắn không có trả lời vấn đề này của Ngao Thiên Thiên. Mà Ngao Thiên Thiên lại cười cười đến mức vô cùng sáng lạng bởi vì nàng đã biết đáp án đúng lúc này diệp quang đột nhiên vương mình vọc lên hắn chậm rãi ôm lấy linh hồn ngao thiên thiên ngươi sẽ không chết coi như phải chết cũng là ta chết trước thanh âm rơi xuống hắn mở lòng bàn tay ra một khối hồn một xuất hiện ở trong tay của hắn chính là khối hồn một lấy được ở bất tử đế tộc trước kia diệp quang thôi động hồn một hồn một tản bác ra một đạo hồn quang trong nháy mắt thu ngao thiên thiên vào Diệp quan gắt cao nhìn chầm chầm khối hồn một kia, vào lúc phát giác được khí tức của Ngao Thiên Thiên cũng không triệt để tán đi, hắn lập tức thở dài một hơi. Hồn một này, đã bảo vệ linh hồn Ngao Thiên Thiên. Diệp Quang đặt khối hồn một này vào bên trong thế giới của tháp gia, sau đó cưỡng ép đứng lên, vào giờ khắc này, thân thể hắn đã mất, chỉ còn linh hồn. Vừa rồi Ngao Thiên Thiên đã thay hắn chống chịu phần lớn tổn thương, bằng không, linh hồn hắn căn bản không chịu nổi. Lúc này, Tiếng đánh nhau truyền đến bên cạnh đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của Diệp Quang, Diệp Quang quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, Bác Quản vãng còn đang đại chiến, chẳng qua vào giờ phút này, nàng vậy mà đã chém giết ba vị quân cận vệ. Diệp Quang cũng là có chút chấn kinh, chiến lực của Bác Quản thực sự cường hãn. Đúng lúc này, một vị thiếu niên quân cận vệ trong đó đột nhiên bỏ qua Bác Quản, quay người giết về phía Diệp Quang. Rõ ràng, y là muốn giết Diệp Quang trước. Dù sao diệp quang vào giờ phút này chính là thời điểm suy yếu nhất nhìn thấy vị thiếu niên quân cận vệ kia đánh tới diệp quang hiếp hai mắt lại trong đôi mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn vào lúc thiếu niên kia đi đến mười trượng trước người diệp quang diệp quang đột nhiên tan biến ở tại chỗ suy một sợi kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân thuấn sát nhất kiếm một kiếm này diệp quang tăng tốc độ của chính mình lên tới cực hạn suy nhưng vào lúc này một tiếng xé rách bén nhọn đột nhiên vang lên từ giữa sân diệp quang cùng với vị thiếu niên quân cận vệ kia thay đổi vị trí sau một cái chớp mắt im lặng cổ họng của vị thiếu niên quân cận vệ kia đột nhiên nứt ra máu tươi bắn tung tóe mà ra sau đó chậm rãi ngã xuống mà lúc này linh hồn của diệp quang lập tức lại trở nên mờ đi một chút mà lúc này ở một bên đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang diệp quang nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa một vị thần linh thiếu niên quân cận vệ sau cùng bị bác quản đánh chết. Trực tiếp đánh chết. Diệp Quang nhìn bác quản, lộ A vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện ra, hắn giống như giả đánh giá thấp thực lực của bác quản. Mới vừa hắn là một đánh sáu, mà bác quản là một đánh năm, mà hắn suýt nữa bị đánh thần hồn câu diệt, trọng yếu nhất chính là, còn là ở dưới tình huống được ngao thiên thiên gia trì. Mà bác quản thế nhưng là chỉ có một người. Nàng là một người đè ép năm vị thần linh quân cận vệ. Hơn nữa, còn đánh thắng. Trong lòng Diệp Quang chấn động vô cùng, coi như vừa rồi vị thần linh quân cận vệ kia không bị hắn chém giết, cuối cùng cũng sẽ bị Bác Quản giết, bởi vì đánh đến bây giờ, hắn phát hiện ra, Bác Quản vậy mà không hề bị thương. Thật sự là lợi hại. Bác Quản đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quang, nàng nhìn Diệp Quang, chân thành nói, nếu như ta ăn no, ta có thể đánh 10 người. Ăn no Diệp Quang yên lặng, hắn kỳ thật hết sức tin tưởng. Nha đầu này ăn no, thật sự có thể đánh 10 người. Diệp Quang vào giờ phút này tự nhiên không có thời gian nấu cơm cho bác quản, hắn lấy ra thịt rồng đã nướng trước đó, đưa cho bác quản. Không gian trong túi trữ vật là tỉnh, bởi vậy, chỉ cần đã nướng chín bỏ vào, bao lâu cũng đều không có thay đổi. Nhìn thấy thịt rồng, con mắt của bác quản lập tức tỏa ánh sáng, nàng trực tiếp ôm lấy gặm. Nhìn ra được, nàng là thật sự đói. Diệp Quang nhìn thoáng qua bác quản, hắn xác thực rất tò mò thể chất của bác quản, đến tột cùng là thể chất gì mà cổ quái như vậy? Diệp Quang hỏi trong lòng, tiền bối có thể tiết lộ một chút thể chất của nàng không? Thanh Âm thần bí nói, cũng không có gì, chỉ là ăn càng nhiều, thực lực càng mạnh. Diệp Quang ngạc nhiên, ăn liền có thể tăng cường thực lực? Thanh Âm thần bí nói, đúng. Diệp Quang yên lặng khó trách thực lực của nha đầu này nghịch thiên như thế ăn hết là được thanh âm thần bí lại nói nàng sau khi đi theo ngươi thực lực tăng lên rất nhiều bởi vì ăn ngon biểu lộ của diệp quang cứng đờ dường như nghĩ đến cái gì diệp quang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên chân trời mà ở bên trong mảnh thời không không giới kia tỷ tỷ còn đang đại chiến cùng với hạo huyền mặc dù cách vô số thời không nhưng Diệp Quang vẫn có thể cảm giác được tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Vẻ mặt của Diệp Quang nghiêm túc. Hạng nhất chân võ bản, thực lực xác thực nghịch thiên. Đương nhiên, thực lực của vị tỷ tỷ này cũng xác thực không hợp thói thường. Đúng lúc này, thanh âm thần bí đột nhiên nói, chữa thương. Chữa thương. Nghe vậy, Diệp Quang đột nhiên bừng tỉnh, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía một đám thần linh trên đám mây nơi xa kia, những thần linh kia vào giờ phút này thấy hắn đang chữa thương, lập tức trục trịch ngóc đầu dậy. Lúc trước, bọn hắn tự nhiên là không dám ra tay, bởi vì thực lực yếu, đi xuống ngay cả tư cách làm pháo hôi cũng đều không có. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Quang thế nhưng là trạng thái linh hồn, hơn nữa, còn vô cùng suy yếu. Lúc này nếu như ra tay, là có phần thắng cực lớn. Đúng lúc này, Diệp Quang đột nhiên nói, bác quản biểu diễn một chiêu hám thiên cho bọn hắn xem nghe được diệp quang bác quản hung hăng gặm thịt trồng một nhát sau đó xông về phía trước hai tay chấn động oanh trong chớp mắt thời không ngàn trượng vỡ nát ầm ầm biến thành một màu đen kịt nhìn thấy một màn này vẻ mặt của đám thần linh kia lập tức biến đổi lúc bọn hắn nhìn về phía bác quản trong mắt tràn đầy kiên kỵ diệp quang hết sức đáng sợ thế nhưng nữ nhân này cũng hết sức đáng sợ nữ nhân này vừa rồi có thể là đè ép năm vị cường giả tuế nguyệt tiên đỉnh cấp quá mạnh bác quản nhìn đám cường giả thần linh kia gặm thịt với tốc độ cao sợ bị người khác đoạt diệp quang thì dùng tốc độ cao cho chữa trị thân thể cho mình đúng lúc này trong mảnh đám mây kia một vị thần linh nam tử đột nhiên nói chư vị vị kiếm tu này đang chữa thương vào giờ phút này chính là thời cơ giết hắn tốt nhất chúng ta nếu như hợp lại cùng một chỗ nhất định có thể giết hắn nếu như hôm nay chúng ta ở đây bị hai người bọn hắn trấn trụ vậy chúng ta sẽ làm trò cười cho vạn giới chư thiên cũng sẽ bị thân bằng hảo hữu xem thường một đám thần linh yên lặng xác thực như thế lúc này một vị thần linh nữ tử do dự một chút sau đó nói mới vừa nhận được tin tức người trẻ tuổi chư thần hoàng hôn vệ cùng với quân cận vệ đều đã ở trên đường chạy tới chúng ta chúng ta đợi thêm chút nữa thần linh nam tử cầm đầu lắc đầu Y nhìn về phía Diệp Quang ngồi xếp bằng dưới đất cách đó không xa, nói khẽ, "Thực lực của vị kiếm tu này cực mạnh, nếu để cho hắn chữa trị tốt nhục thân, thương thế khôi phục, đến lúc đó sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải ngăn chặn hắn, chờ đợi viện quân đến." Nói xong, thần sắc của y đột nhiên trở nên dữ tợn, "Phàm là người đạt đến nhân tiên cảnh trở lên, nếu nguyện ý, theo ta giết ra ngoài." Dứt lời, y giết ra ngoài trước nhất ngăn chặn diệp quang không cho hắn khôi phục thân thể vào lúc vị thần linh nam tử này xông ra ngoài phía sau y hơn vạn vị cường giả thần linh cũng là cùng nhau xông ra ngoài thanh thế trùng trùng điệp điệp tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh chấn cho phương thiên địa này run rẩy kịch liệt tựa như động đất cực kỳ dọa người mà những cường giả nhân tiên cảnh trở xuống đó thì không hề động không phải sợ chết mà là bọn hắn xuống căn bản không giúp được cái gì nhân tiên cảnh trở xuống ngay cả thân ảnh của Diệp Quang cũng đều không thấy rõ, xuống sẽ chỉ thêm phiền, mà cường giả từ nhân tiên cảnh trở lên, nhiều ít vẫn là có lực đánh một trận. Nhìn thấy một đám thần linh xông lại, vẻ mặt của Diệp Quang lập tức trầm xuống, hắn liền muốn đứng dậy, mà lúc này, bác quản đột nhiên nói, ngươi dưỡng thương đi, để ta. Nói xong, nàng hung hăng gặm thịt trồng một nhát, sau đó xông về phía trước, cú xông lên này, tựa như một đạo bôm lôi, chấn cho thời không trực tiếp nổ tung ra, sau một khắc, nàng tung người nhảy lên, tay phải nắm thành trảo, sau đó đột nhiên túng xuống, cầm nguyệt. Oanh! Nơi chân trời, thời không đột nhiên vỡ nát, một bàn tay to lớn mấy ngàn trượng hư ảo đột nhiên phá không mà ra, sau đó đột nhiên vồ xuống phía dưới, lực lượng cường đại rung thấp thiên địa, thật sự có uy thế cầm nguyệt. ầm ầm Theo bàn tay to lớn này hạ xuống, trong chớp mắt, mấy trăm vị thần linh trực tiếp bị đánh bay, có một số vọt tới gần phía trước, càng là thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Nhưng mà vào lúc này, Bác Quản đột nhiên xông về phía trước một lần nữa, hai tay đột nhiên hướng chấn động về phía nơi xa, hám thiên. Oanh. Hai tay vung lên, lực lượng cường đại bộc phát ra, chấn cho thời không ngàn trượng trước mặt nàng vỡ nát ầm ầm, mà một kích này lại có mấy trăm vị thần linh thịt nát xương tan, linh hồn vỡ nát tại chỗ. Mà lúc này, một đám thần linh đã vọt tới trước mặt Bác Quản, nhìn đám người vọt tới kia, Bác Quản sắc mặt băng lãnh nàng đột nhiên mở hai tay ra chỉ một thoáng một cổ thế đáng sợ dân trào mà ra từ trong cơ thể nàng cổ thế này vừa mới xuất hiện thời không bốn phía nàng trực tiếp trở nên mờ đi nhìn thấy một màn này vẻ mặt của một số thần linh xông lên phía trước nhất kia lập tức kịch biến trong mắt có sợ hãi nhưng mà bọn hắn không có dừng lại lúc này bác quản đột nhiên xông về phía trước hai quả đấm đột nhiên nện xuống tán thần ầm ầm trên đỉnh đầu nàng, thời không đột nhiên phá không, một bàn tay to lớn vạn trượng đột nhiên phá không mà ra, sau đó nắm chắc thành quyền, đột nhiên nện xuống. Nhìn thấy một màn này, một đám thần linh hoảng hốt. Lúc này, một vị thần linh nam tử cầm đầu đột nhiên gầm thét, sau đó hóa thành một luồng ánh đỏ phóng lên tận trời, trực tiếp đánh tới nắm đấm kia, mà sau lưng y, còn có trên trăm vị thần linh cùng nhau phóng lên tận trời, cùng đi chống cự một quyền kia. Ầm ầm đột nhiên nắm đấm, đấm kia run rẩy kịch liệt sau đó bắt đầu trở nên hư ảo thế nhưng thân thể của vô số thần linh thiếu niên cũng bắt đầu vỡ nát từng khúc máu thịt bắn tung tóe cực kỳ khốc liệt cuối cùng một quyền kia vẫn là đập xuống chẳng qua vào giờ phút này rất nhiều thần linh đã thoát ra khỏi mảnh thời không kia oanh thời không mấy ngàn trượng vỡ nát ầm ầm hơn ngàn vị thần linh trực tiếp chôn cùng với mảnh thời không kia thần linh còn lại cũng là trực tiếp bị chấn cho lùi lại liên tục, không dám tới gần phiến thời không khu vực của bác quản. Mà vào giờ khắc này, bác quản cũng là sắc mặt tái nhợt, cả người gần như kiệt sức. Liên tục ra sát chiêu, nàng cũng có chút khó có thể chịu đựng. Mà ở nơi xa, còn có gần 8.000 vị cường giả thần linh. Vào giờ phút này, 8.000 vị thần linh này gắt gao nhìn chầm chầm bác quản, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thực lực của nữ tử trước mắt này cũng thật sự là quá kinh khủng chút, thực lực của nàng, cho dù là một số thần đế cũng kém nàng rất xa. trong lòng một đám thần linh kiên kỵ lập tức không còn dám tiến lên. mà lúc này một vị thần linh thiếu niên đi ra, y gắt gao nhìn chầm chầm bác quản, chúng ta phân ra một bộ phận ngăn chặn nàng, người còn lại đi giết diệp quang, đừng có để cho hắn khôi phục thân thể, khôi phục thực lực. nói xong, y trực tiếp vọt tới bác quản, mà sau lưng y cũng có hơn 200 thần linh cùng nhau xông ra ngoài. Bọn hắn cũng sợ chết. Nhưng đến giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chết. Bởi vì sau lưng bọn hắn chính là chân vũ trụ. Nhìn thấy mấy trăm thần linh vọt tới, bác quản chậm rãi nắm chặt hai tay lại, sắc mặt của nàng càng tái nhợt, đột nhiên, nàng xông về phía trước, lần xông lên này, thời không đột nhiên nổ tung ra. Cứng đối cứng. Phanh. Rất nhanh, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng mà nắm đấm của bác quản mỗi một lần hạ xuống đều sẽ có một vị thần linh nổ tung mà chết mà thần linh còn lại thì vọt về phía diệp quang nơi xa nhưng vào lúc này một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên bao phủ mà qua từ giữa sân sau một khắc một nữ tử xuất hiện ở trước mặt diệp quang chính là bác quản nàng đột nhiên nắm chặt hai tay một cổ thế đáng sợ dân trào mà ra từ trong cơ thể nàng thế mạnh mẽ đè ép toàn bộ thần linh trước mặt nàng sắc mặt của toàn bộ thần linh đại biến, trong lúc nhất thời không còn dám tiến lên. Một vị thần linh trong đó giữ tận nói, chư vị, hôm nay không có cách nào sống. Nếu như thế, vậy liền chết oanh oanh liệt liệt một chút. Chân vũ trụ chúng ta, không có sợ chết. Ta tới chết trước. Thanh âm rơi xuống, y trực tiếp đốt hồn. Mà ở bên cạnh y, mười mấy vị thần linh cũng là trực tiếp đốt hồn. Đánh đến bây giờ, bọn hắn biết, bọn hắn nếu như muốn ngăn cản hai người trước mắt này chỉ có thể liều mạng đã như vậy vậy liền liều mạng mấy trăm thần linh cùng nhau đốt hồn mấy trăm cổ khí tức mạnh mẽ lập tức phóng lên tận trời chấm cho thiên địa phát trung giết thanh âm của thần linh thiếu niên cầm đầu rơi xuống trực tiếp hóa thành một luồng ánh lửa vọt về phía bát quản sau lưng y mấy trăm thần linh cũng là điên cuồng cười to sau đó cùng nhau vọt tới tử chiến Nhìn thấy mấy trăm luồng ánh lửa vọt tới, Bác Quản không có chút ý tứ lui lại nào, nàng lau máu tươi trên khóe miệng, nói khẽ, "Trước khi chết, nếu được ăn một bữa no nê thì tốt biết mấy." Ăn no. Nàng rất muốn ăn một bữa no nê. Đáng tiếc, những thần linh kia không cho nàng cơ hội này. Nhìn thấy vô số thần linh kia xông lại, Bác Quản lộ ra thần sắc bình tĩnh, nàng hướng về phía trước bước ra một bước, không nói nhảm câu nào, hai quả đấm đột nhiên đập xuống. Quanh. Một đập này, phiến thời không trước mặt nàng trực tiếp nổ tung ra, ngay sau đó, một cổ năng lượng sóng xung kích đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho Bác Quản liên tục lùi lại, lần lùi lại này chính là xa mấy trăm trượng. Một lát sau, Bác Quản ngừng lại, nàng lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía hai tay mình, vào giờ phút này, hai tay nàng đã triệt để nứt ra, máu tươi không ngừng trào ra, lau thế nào cũng không hết mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, mấy trăm vị cường giả thần linh kia đã không thấy, chỉ còn một chút ánh lửa lẻ tẻ. Tử công toàn bộ. Cách đó không xa một đám cường giả thần linh kia nhìn một màn này, vẻ mặt bi thương, ánh mắt ương ước. Cứ như vậy tử vong. Mà tử vong ở nơi này, vậy liền là tử vong thực sự. Thế nhưng, bọn hắn vẫn là lựa chọn chết. Toàn bộ thần linh dồn dập nhìn về phía bác quản, bác quản đứng ở nơi đó, máu tươi trong miệng còn đang liên tục không ngừng trào ra liên tục đại chiến tình huống của nàng kỳ thật cũng là cực kỳ không tốt đặc biệt là một lần cuối cùng này mấy trăm thần linh đốt hồn tạo thành nội thương nghiêm trọng cho nàng vào giờ phút này ngũ tạng phế phủ của nàng đều đã nứt ầm ầm nhưng vào lúc này ở phía chân trời xa xôi kia đột nhiên xuất hiện mấy chục cổ khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt toàn bộ chân trời trực tiếp sôi trào các quản ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở nơi đó, thời không đột nhiên nứt ra, mười mấy vị cường giả cùng nhau vọt ra. Toàn bộ đều là người trẻ tuổi, toàn bộ là cường giả tuế nguyệt tiên cảnh. Nhìn thấy một màn này, những thần linh giữa sân kia lập tức thở dài một hơi, thiên tài quân cận vệ cùng với chư thần hoàng hôn vệ cuối cùng cũng đến. Cầm đầu là một vị thiếu niên áo trắng, khí tức cực kỳ cường đại, đã là nửa bước thần đế cảnh, hơn nữa trên người y tản ra một cổ sát phạt lang lệ cực kỳ đáng sợ, khí tức trong lúc chấn động, thời không bốn phía không ngừng rung động. Trần Qua Phó thống lĩnh quân cận vệ Quân cận vệ ngoại trừ đại thống lĩnh, còn có ba vị phó thống lĩnh, mà vị Trần Qua này là vị trẻ tuổi nhất kia. Nửa bước thần đế Mà y cũng chỉ mới 18 tuổi. Sau lưng y, đứng đấy 10 vị chư thần hoàng hôn vệ cùng với 22 vị thiếu niên quân cận vệ. Có thể nói, thế hệ tuổi trẻ quân cận vệ biết đánh nhau nhất, đều ở nơi này. Trần Qua nhìn bác quản phía xa, sau đó nói, bọn ngươi lui ra. Nghe được Trần Qua, những thần linh ở bốn phía đó dồn dập lui ra, bọn hắn biết, loại chiến đấu này không phải là bọn hắn có thể lẫn vào. Trần Qua nhìn chầm chầm bác quản, giết. Thanh âm rơi xuống, y liền trực tiếp xông ra ngoài. Không nói nhảm câu nào. Đến loại thời điểm này, Nói cái gì đều đã không có ý nghĩa. Không phải ngươi chết chính là ta chết. Trần Qua cầm trường thương trong tay, cú xông lên này, tựa như một đầu nộ long xuất hải, mang theo muôn vàng uy thế. Bác Quản lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó xông về phía trước một lần nữa, đấm ra một quyền. Ầm. Uhm. Thời không nổ tung, Bác Quản cùng với Trần Qua đồng thời liên tục lùi lại, nhưng vào lúc này, mấy chục cổ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xông đến trước mặt Bác Quản. 32 người đồng loạt ra tay, một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đẩy lui Bác Quản đến ngàn trượng có hơn. Bác Quản vừa dừng lại một cái, lại là một cổ khí tức mạnh mẽ đánh đến. Ầm. Uhm. Bác Quản liên tục lùi lại một lần nữa, máu tươi không ngừng bắn tung tóe. Mà Trần Qua đang muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên, y quay đầu nhìn về phía Diệp Quang cách đó không xa, vào giờ phút này, Diệp Quang đã khôi phục thân thể. Trần Qua liền nói ngay, giết vị kiếm tu kia trước Thanh âm rơi xuống, cả người y trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Suy. Một thanh trường thương phá không mà đi, chém thẳng về phía Diệp Quang nơi xa. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh chợt lóe lên từ giữa sân, bác quản một lần nữa ngăn ở trước mặt Diệp Quang, gầm thét, ai cũng không được động đến hắn. Nàng nhìn trần qua vọt tới, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng đột nhiên xông về phía trước, hai quả đấm đột nhiên nện xuống. Tán thần thời không đột nhiên nứt ra, một nắm đấm mấy ngàn trượng đột nhiên nện xuống. Ầm ầm. Trước mặt bác quản, phiến thời không kia vỡ nát ầm ầm, lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho đám người trần qua liên tục lui nhanh. Chẳng qua vào giờ phút này, trong miệng bác quản cũng là liên phun máu, nàng vào thời khắc này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một chút huyết sắc cũng không có, quần áo trên người đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Cách đó không xa, đám người trần qua sau khi dừng lại, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lực lượng của nữ tử này cực kỳ đáng sợ trần qua nhìn bác quản trong mắt lộ ra sát ý nghiêm nghị nàng đã là nỏ mạnh hết đà Giết thanh âm rơi xuống y đột nhiên xông ra ngoài một lần nữa ở nơi xa bác quản lau máu tươi trên khóe miệng trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn sau đó xông về phía trước đấm ra một quyền ầm uhm. theo một đạo quyền mang nổ tung ra Bát quản trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề ngã xuống trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp nổ tung ra. Trần Qua không có tiến hành truy sát Bát quản, mà là xoay chuyển thương thế, đâm thẳng đến Diệp Quan cách đó không xa. Mà đúng lúc này, bác quản lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nàng đột nhiên nắm chặt hai tay, sau đó một lần nữa đập về phía trước. Trăng rắc. Một đập này, hai tay của bác quản trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà xương cốt ở bên trong cũng là nước ra từng khúc. Oanh. Ở dưới một quyền này, thời không mấy ngàn trượng trước mặt Bác quản trực tiếp vỡ nát, lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui đám người trần qua. Mà Bác quản cũng trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, sau đó nặng nề ngã xuống trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Bác quản quay người nhìn về phía Diệp Quan trước mặt, máu tươi trong miệng nàng không ngừng tuôn ra, nói khẽ, "Đau." Mà đúng lúc này, đám người trần qua đột nhiên vọt tới một lần nữa. Bác quản mãnh liệt xoay người, liền muốn xuất thủ một lần nữa, lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém về phía Trần Qua. Ầm. Trần Qua cầm đầu đột nhiên bị chém lui, mà Diệp Quang thì quay người lóe lên, lôi kéo Bát quản lui về sau ngàn trượng có hơn. Ầm ầm. Hắn cùng với bác quản vừa mới lui, mảnh thời không chỗ bọn hắn đứng ban đầu trực tiếp vỡ nát. Diệp Quang nhìn Trần Qua phía xa, hắn mở tay trái ra một cổ khí tức cường đại đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể hắn đăng phong cảnh nhìn thấy cảnh giới của diệp quang tăng lên trần qua cau mày cảnh giới của vị kiếm tu này vì sao thấp như thế sau khi cảnh giới tăng lên khí tức của diệp quang lập tức phát sinh biến hóa cực lớn hắn một mực đè ép cảnh giới bởi vậy mỗi một lần cảnh giới tăng lên cảnh giới đều là phi thường ổn mà hắn đi cũng là con đường ổn Diệp Quang trước tiên không có để ý trần qua, mà là quay đầu nhìn về phía Bác quản, vào giờ phút này sắc mặt của Bác quản tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn có máu tươi không ngừng tuôn ra, hai tay càng là triệt để nổ tung ra, vô cùng thảm liệt. Diệp Quang vội vàng xuất ra một viên đan dược cho Bác quản uống vào, Bác quản lập tức có chút quán giận nói, thứ này ăn không đủ no. Ăn không đủ no. Nghe được Bác quản, Diệp Quang là vừa buồn cười lại đau lòng, nha đầu này cho tới bây giờ thế mà còn đang suy nghĩ vấn đề no bụng hay không no bụng, hắn vội vàng xuất ra một tảng thịt rồng đưa cho bác quản. Thấy thế, con mắt của bác quản lập tức phát sáng lên, sau đó liền ôm lấy gặm, vào giờ phút này, nàng cũng không lo được đau đớn. Nhìn bác quản điên cuồng gặm, Diệp Quang có chút đau lòng, hắn nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên khóe miệng bác quản, sau đó nói khẽ, vì sao lại giúp ta như vậy? Bác quản trừng mắt nhìn, bởi vì ngươi tốt với ta. Diệp Quang nhìn bác quản, chỉ vì ta làm đồ ăn cho ngươi." Bác quản nhếch miệng cười một tiếng, "Đúng, ngươi xưa nay không chê ta ăn nhiều." Diệp Quang khẽ lắc đầu, nha đầu ngốc. Bác quản liếc Diệp Quang một cái, trong mắt có một tia u oán, nói khẽ, "Ngươi mới ngốc, đồ đần." "Đồ ngốc." Diệp Quang cười ha ha một tiếng, sau đó nói, "Bác quản, đi vào thế giới trong tháp ăn, có được hay không?" Bác quản nhíu mày, "Trong tháp?" Diệp Quang gật đầu ăn no lại trở ra bác quản nhìn diệp quang ta còn có thể đánh diệp quang mỉm cười nha đầu này kỳ thật vô cùng thông minh diệp quang cười nói ta biết nhưng mà sau khi ăn no lại đánh sẽ lợi hại hơn đúng hay không bác quản suy nghĩ một chút sau đó gật đầu đứng ăn no loại dụ hoặc này nàng không thể cự tuyệt diệp quang nói trong lòng tháp gia lúc này một vệt ánh vàng đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể diệp quang trong nháy mắt bác quản bị thu vào bên trong tháp nhỏ mà ở bên trong tháp nhỏ diệp quang đã chuẩn bị vô số ăn cho bác quản ở bên ngoài diệp quang nhìn về phía đám người trần qua lộ ra thần sắc bình tĩnh tới tới thanh âm rơi xuống một cổ kiếm thế cường đại đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể diệp quang chỉ một thoáng thời không bốn phía trực tiếp bắt đầu nứt ra trần qua nhìn chằm chằm diệp quang Yep. thanh âm rơi xuống y đột nhiên hóa thành một đạo mũi thương liền xông ra ngoài nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha